nếu không ngươi làm sư tôn này. Giới thiệu vắng tắt. Vì thực hiện ước định, tiên tôn khúc dịch cửu không liên quan đến Hồng Trần thu một đồ đệ, còn mở ra quyền lực thay hắn thu đồ đệ. Đồ đệ tuy rằng tính cách có khuyết điểm nhưng thắng ở thiên tư thông minh, không cần dạy cũng có thể tự học thành tài, vì thế khúc dịch yên lòng đem quyền hạng sơn môn ném cho nàng, chính mình tiếp tục bế quan. Vô tình mặc tu chân giới tạ ơn. Một thật xuyên qua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ta xuyên qua. Khi ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, tạ tỉnh thuyên đang cầm trăm vàng đồng bộ mua váy phong cách cổ tặng đâm lên tóc đã búi sẵn. Nàng dừng một chút, lấy mắt quét qua bốn phía ồn ào của hạ nhân, bất động thanh sắc trút cây trăm vàng ra, thuận tay buộc mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Rất tốt, rất đau, không phải ảo giác cũng không phải vấn đề trăm cài, biểu hiện cụ thể là nàng còn ở trấn nhỏ cũ nát dưới chân núi này, người đi đường lui tới vẫn rộn ràng nhốn nháo như cũ, từ bốn phương tám hướng bay tới tiếng trao hàng, tiếng quát lớn, tiếng nói chuyện với nhau hỗn tạp cùng một chỗ, kết thành một tấm lưới vây khốn nàng. Tạ tỉnh thuyên lại tiện tay đâm trăm vàng trở về. Đối với nàng mà nói, xuyên qua thứ đồ chơi này tới rất tùy ý. Không có bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu người mà chết, không có bị trên đường cái đấu đá lung tung xe tải lớn đánh bay 300 mét mà chết, không, nói chính xác nàng thậm chí không có chết. Nàng chỉ mặc thử một bộ quần áo phong cách cổ xưa, váy dài vừa mới mặc trên người không bao lâu, vừa mở mắt ra, người cũng đã đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Theo bản năng, tà tĩnh nhiên vương tay sờ soạn một vòng túi, không nhìn được, chật ra tiếng. Nếu như chỉ là xuyên không ngược lại còn tốt, dù sao nàng ở hiện đại là cái không ràng buộc không vướng bận xả súc, không có cha mẹ cần phụng dưỡng cũng không có phức tạp thân thích quan hệ, chỉ có mấy cái hảo hữu thường xuyên lui tới. Nhưng nàng hiện tại đối mặt chính là xuyên không mang theo một phân tiền. Thật đáng sợ khi không có tiền. Ngay tại thời điểm nàng tính toán ngoại trừ cướp bóc ra làm sao kiếm tiền nhanh nhất, một thanh âm thanh thúy vang lên. Vị cô nương này, sơn môn lập tức đóng lại, người nếu không đi trắc linh căng thì không còn kịp rồi tạ tỉnh nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một thiếu nữ mặc đạo bào màu xám tro. Tóc nàng rối tung hơi xoăn, hơn phân nửa khuôn mặt đều dính bụi, trong ngực ông một thanh trường kiếm không có điểm ký ức gì, nó bị vỏ kiếm xám đen đang xen bao lấy, không nhìn thấy bên trong. Cả người chính là một âm điệu bẩn thiểu. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn về phía thiếu nữ. Ngươi là đang nói ta sao? Thiếu nữ hơi mở to mắt, giống như đang kỳ quái nàng biết rõ còn hỏi cái gì nếu không thì sao tạ tĩnh tùng mờ mịt một lát anh biết tôi không nên chứ nàng vừa mới xuyên qua tới vài phút chiên cái trứng cũng không nhất định chính công phu làm sao có thể có người nhận thức nàng trực tiếp đi tới trước mặt nàng thiếu nữ nghiêm túc suy nghĩ một chút một cánh tay ông lấy kiếm để trống một bàn tay vương tới huyền giảng tông đệ tử quý thi ngươi thì sao tạ tĩnh tùng quý thi nắm lấy tay cô lắc lắc được bây giờ chúng ta quen nhau Tạ tĩnh tùng còn ở bên này lông mày trái lên trời xuống đất vẻ mặt nghi hoặc bên kia quý thi đã nhỏ giọng nói thầm sư đệ cũng không nói chỉ dẫn người lạc đường lên núi trắc linh căng còn muốn nhận thức đối phương a à, không phải nói chỉ đường là được sao không phải đây là mạch não kỳ lạ gì chúng ta không biết không Tạ tĩnh tùng thu tay lại chủ động sửa lại là lúc trước chúng ta không biết tại sao ngươi biết ta muốn lên núi trắc linh căng thiếu nữ lần nữa hơi mở to hai mắt. Ngươi không cần trắc linh căng. Quên đi. Có một số tâm mệt mỏi, muốn mua hai quyển làm thế nào để giao tiếp với một trăm loại người khác nhau trên đời trở về đọc suốt đêm. Tạ tĩnh tùng nuốt xuống đáy lòng thở dài, cười cười xem như bỏ qua đề tài. Đương nhiên phải kiểm tra, có tiện chỉ đường không? Chủ lực một người tới đều tới, trọng điểm là tham dự thấy đại tỷ tỷ nói chuyện mạc danh kỳ diệu này rốt cục nhắc tới nàng quen thuộc quý thi mơ hồ thở phào nhẹ nhõm giơ ngón tay lên một phương hướng này đi thẳng hướng bên kia quẹo trái vài bước lại quẹo phải ở cuối nhìn thấy một cánh cửa đẩy ra thì tốt rồi nếu như nhìn thấy chợ chứng tỏ trên người ngươi một tia chân khí cũng không có không thích hợp tu chân là có thể trở về tạ tĩnh lĩnh cười hiếp mắt nói tiếng cảm ơn bất quá không vội vã đi ngược lại là đi dạo quanh cái này nóng bức náo nhiệt đường phố hai vòng. Nơi này náo nhiệt, giàu nghèo cũng rõ ràng. Quần áo của người bán hàng trong ngồi trên mặt đất hai bên đầy miếng vá, bất quá bản thân hình như không quá để ý, thậm chí còn có người vừa keo kiệt vừa cãi nhau với khách hàng có ý đồ cò kè mặt cả, có đôi khi phía trên còn vương ngón tay dính chân cắm vào lỗ mũi người ta. Nếu như không phải có tồn tại tương tự chấp pháp đội đem hai người ngăn cản, chỉ sợ nàng còn có thể ở khoảng cách gần vây xem một chút thời đại này đầu đường đại loạn đấu. Tạ tĩnh nhiên có chút tiếc nuối lại đem ánh mắt chuyển hướng cửa hàng trong kiến trúc. Các người giàu có cửa hàng thoạt nhìn tốt hơn nhiều, bọn họ ăn mặc thanh lịch, mặt tiền cửa hàng cũng sạch sẽ gọn gàng, đồ bán đều phân loại im lặng nằm ở trên giá, chờ hung hăng móc một nắm túi của người có tiền. Tạ tỉnh thuyên không có tiền, nhưng không chịu nổi váy la màu xanh biếc trên người mới tinh mà quý khí, trên đầu đeo trăm vàng, cánh hoa trang trí trên cánh đuôi buông xuống cùng lông vũ rơi xuống càng có vẻ đẹp tinh xảo. Có thể không mới sao, quần áo vừa lấy được ngay cả thẻ treo cũng không tháo. Có thể không đắt sao, ngay cả quà tặng váy đòi gần nửa tháng tiền lương của cô, cũng không biết lúc ấy ma quỷ gì cũng phải mua một thân này. Trái tim đang rỉ máu, trên mặt lại không hiện ra, cô đi dạo mấy cửa hàng, nói không ít lời, có nhận thức sơ bộ về thế giới này. Đây là một thế giới tu chân, Mỗi người đều có khả năng thành tiên, bất quá có được linh căn vẫn là số ít, nhưng bởi vì số ít này chiếm cứ đại bộ phận lực lượng, cho nên là thời đại tiên môn, phàm nhân thế gia cùng linh vật hoàng đế cộng trị thiên hạ. Mấy ngày nay chính là bọn hắn những cửa hàng này chỗ dựa vào cỡ lớn tiên môn, Huyền Giảng Tông khai sơn thu độ đệ thời gian, cho nên dưới chân núi người đến người đi, cứ cách vài năm đều có như vậy thời điểm, tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách. Có Lanh Lợi tiểu nhị nhắc nhở nói: Cô nương nếu là còn không có gõ qua sơn môn, vậy phải nhanh lên, bỏ lỡ này một tra, còn phải chờ nhiều năm đâu. Tạ tỉnh tùng khoát tay áo, lễ phép nói. Đa tạ, ta đi thử xem. Tu tiên không phải là chấp niệm khắc ở trong xương cốt nàng, nhưng nàng rất khó không tò mò mình có linh căng hay không, nếu có linh căng thì là cái gì. Ý niệm này vừa cắm rễ liền khó gỡ bỏ, thúc đẩy tạ tỉnh đi tới chỗ quý thi chỉ nàng ở nơi đó nhìn thấy một cánh cửa đá cổ xưa mà nặng nề, hoa văn đối xứng kỳ dị mỹ lệ bị dây mây khô chiếm cứ một nửa gian sơn cửa đá che khuất, lộ ra một cổ khí lạnh hoang phế trăm ngàn năm. Suy tư một lát, tạ tĩnh nhiên thử đưa tay đẩy. Chỉ là tiện tay đẩy ra một mảnh bụi cây trắng đường khí lực lớn như vậy, cửa liền mở ra. Ở sau cửa cảnh sát hướng nàng triển lộ một góc băng sơn trong nháy mắt, nàng nghe thấy vạn âm câu tịch trung, một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ thanh âm, ngay sau đó, gào thét mà qua cùng phong cuốn theo trầm thấp keo ngữ tại bên tai nàng quanh quẩn. Thẳng đến khi chân của nàng đạp đến trên mặt đất thực tế, nàng đều không có nghe rõ thanh âm kia rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Xoa xoa cái đầu bị tạp âm lấp đầy mà đau nhức, tạ tỉnh tùng dương mắt quét bốn phía. Đây là một trường cây cỏ thật sâu, lá xanh dày đặc mà rộng rãi che khuất bầu trời, ánh mặt trời từ khe hở gian nan chen vào chiếu xuống màu sắc loan lỗ, chiếu sáng thềm đá uống lượng hướng lên cách đó không xa. Xa xa nhìn lại, phía trên thang đá là mấy điểm đen nhỏ đang ra sức đi về phía trước, xem ra là người tới trước nàng. Nàng thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thương lượng một chút, nếu như ngài là người không thể nói đã kéo tôi qua đang nhìn chầm chầm vào sự tồn tại của tôi, phiền ngài dùng một loại ngôn ngữ tôi có thể nghe hiểu nói chuyện với tôi sao? Chờ một chút, nói đến, nghe hiểu, rõ ràng biết đối diện dùng không phải tiếng phổ thông, vậy nàng vì sao có thể cùng thế giới này người không chướng ngại câu thông? Không đợi cô suy nghĩ nhiều, bỗng dưng một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lá xanh xào xạc trung động, phía sau một giọng nữ hơi ngọt ngào sâu kín vang lên. Em đang nói thầm cái gì vậy? Không có gì, chỉ là tôi nhát gan sợ mệt, sau khi thấy rõ người tới, tạ tĩnh tùng đè xuống trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lòng ngực, trợn tròn mắt nói bậy cho nên tự cho mình thêm dầu để thở. Không phải ngoại thần kinh khủng gì, chủ nhân của giọng nữ là một thiếu nữ phú quý được đắp bằng tơ lụa lăng la, ước chừng 15-16 tuổi, vẫy la trên người nàng màu sắc thiên về phấn, theo cành hoa và chim khách trông rất sống động, không phải phàm phẩm. À, nhìn là đứa nhỏ nhà giàu có, rất có thể là đại tiểu thư của một thế gia phàm nhân nào đó. Ngay khi tạ tỉnh đưa ra phán đoán đơn giản, cô bé nhìn cô không chớp mắt vậy cô cố lên cảm giác không thích hợp lắm tạ tĩnh tùng yên lặng hướng bên trái đi hai bước tầm mắt thiếu nữ đuổi theo nàng chạy tới bên trái nàng dừng một chút lại nhấc chân đi trở về thiếu nữ vội vàng dời tầm mắt sang phải quả thực bị máy theo dõi cỡ lớn chọn trúng tạ tĩnh tùng không thể bỏ qua ánh mắt sáng quát kia đành phải mở miệng nói làm sao vậy thiếu nữ lúc này mới ý thức được mình thất thố trong lúc nhất thời xấu hổ cực kỳ Cúi đầu len lén dùng chân móc. Trăm cài tóc của ngươi nhìn kỹ, ta muốn mua. Qua hai giây, nàng lại nghĩ tới cái gì, bổ sung một đoạn gượng gạo xin lỗi. Ách! Không xứng đáng, nhưng là ta cảm thấy trăm vàng trên đầu ngươi thật sự rất đẹp, bán cho ta. Ta là trương gia tiểu thư, rất có tiền, cho nên ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Còn tưởng rằng ngươi coi trọng ta chứ, ta tỉnh thuyên tiện tay rút trăm vàng xuống lại gần mở tay thiếu nữ đặt lên được tiểu thư bao nhiêu ngân lượng ngươi xem cho đi thiếu nữ mừng rỡ ngươi thật tốt vậy ta cho ngươi năm chờ ngươi đang làm gì vui đến một nửa nàng thét lên thành tiếng tạ tỉnh uyên kiển mũi chân kéo cành cây mình nhìn trúng đang muốn dùng sức bẻ một cái nghe vậy không ngừng động tác chỉ thuận miệng đáp tìm cái trăm cài tóc gì đó Trương Quẩn Thanh sách váy chạy chậm tới ý đồ ngăn cản. Không, ta không mua còn không được sao? Đây là tiên môn thụ ngươi không nên tùy tiện động nha. Dừng tay. Ngươi dừng tay. Muộn rồi. Dưới ánh mắt khiếp sợ mà ẩn hàm tuyệt vọng của nàng, rắc một tiếng, nhánh cây nhỏ mượt mà rơi vào trong tay tạ tỉnh thuyên. Người gây tai nạn không chút chột dạ vừa tiện tay túm lấy nhánh lá nhỏ phía trên, vừa bớt chút thời gian liếc mắt nhìn mảnh đất bị mũi chân trương quẩn thanh móc ra một cái rảnh nhỏ. Khụ, hẳn là không có việc gì, nàng dùng nhánh cây cuốn tóc búi lên, lắc lắc hai cái xác nhận không tan rồi cười cười, nếu tiên môn vì một nhánh cây truy cứu trách nhiệm, cũng quá hạ giá đi. Trương quẩn thanh lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Vậy ngươi lấy cái này cành cây rách làm trăm cài tóc liền không giảm giá sao? Đại nhân giảo hoạt cuối người sợ đầu đứa bé, lấy lùi làm tiếng ngươi không phải thích cây trăm này sao? Hơn nữa, đây chính là cạnh cây rách của tiên môn. Ngươi đừng tự nhiên quen thuộc như vậy, cuộc cường tiểu hài nhiên ngạnh cổ né tránh tay của nàng, ngươi không bán, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi cao hứng nha. Nếu ta tỉnh dỗ dành người khác thì đó là tiện tay tới, trương uẩn thanh đáng thương lần này không thể né tránh đạn bọc đường của địch nhân, ngốc tại chỗ. Ta tỉnh nhiên nhìn qua đặc biệt thành khẩn cười hiếp mắt, không có một chút xấu xa nói. Bạc gì đó ngươi xem cho là tốt rồi, ngươi cao hứng mới là quan trọng nhất. Hừ. Đừng tưởng rằng như vậy, bổn tiểu thư liền coi ngươi là bạn tốt. Đừng mơ tưởng. Vừa nói, Trương Quẩn Thanh vừa giữ chặt tay tạ tỉnh. Còn không mau đi mau. Hoa Nga. Đây là cái gì, đại tiểu thư đơn thuần, chăm sóc một chút. Đây là cái gì, đại tiểu thư đơn thuần, chăm sóc một chút đây là cái gì? Đại tiểu thư đơn thuần, chăm sóc một chút. Hai người kết bạn rời đi, bắt đầu gia nhập leo núi tiểu hắc điểm đại quân, ý đồ trở thành một thành viên trong đó. Không biết qua bao lâu, phản phất trốt cục liên tiếp lên thiên dực ba dê tín hiệu thanh âm đứt đoạn nối tiếp ở trong rừng cây quanh quẩn lên, tìm thư quyển www chấm com đưa ra chậm tới đáp lại. Hoàng, nghênh. Đã leo đến giữa sườn núi, tạ tỉnh thuyên đang dựa vào than đá cất thi thể an tường nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết sau khi nàng đi đã xảy ra chuyện gì. Trương Quẩn Thanh sắc mặt trắng bệch như tuyết bên cạnh chọc chọc cô, nhận được hồi âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bây giờ tôi là thi thể, thi thể sẽ không động đậy. Không, không phải, ta, ta sợ, nếu như ta linh căng rất kém cỏi, thiên phú rất kém cỏi thì sao? Mê mang là không thể tránh khỏi hai người các nàng bò đến bây giờ đã là sức cùng lực kiệt, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng mà núi này cao vút trong mây, vẫn như củ liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ là đo linh căng mà thôi, hiển nhiên không cần khảo sát sức chịu đựng như vậy, làm như vậy đơn giản có hai chỗ tốt. Một là xem những người này trước mắt cực hạn ở nơi nào, một là áp chế nhuệ khí của mọi người. Chỉ có thể nói đám tu chân giả này biết chơi tâm lý chiến. Tạ tỉnh Tùng Hữu Khí vô lực nói không có việc gì dù sao có thiên phú liền tu không có thiên phú liền xuống núi lăn lộn ăn chờ chết nhiều đường như vậy có thể đi cần phải tu tiên không được sao từ từ thì đúng rồi có lẽ là leo núi quá nóng đem đầu óc của cô đều đốt hỏng tạ tĩnh tùng thật sự sửng sốt trong chốc lát mới kịp phản ứng không phải em ân cái gì trương uẩn thanh nhỏ giọng mở miệng ta muốn tu tiên không biết nghĩ tới cái gì một cổ sức mạnh vô danh chóng đỡ nàng chậm rãi đứng lên. Tạ Tĩnh tùng vô cùng chấn động. Không thể không sửa. Từ cứu mạng, như thế nào gặp phải không phải kẻ ngốc thì là quả cầu thật. Mắt thấy sắc mặt trắng bệch của đại tiểu thư cháy ra một đoàn màu đỏ tươi, nghĩ như thế nào không bình thường, tạ Tĩnh tùng vội vàng đè tay của nàng cao giọng hô. Màu tới đây. Có người muốn đột tử. Hai quý thơ bạn đang nghe tại truyện chấm audio cơ hồ là vừa dứt lời một cỗ lực lượng nhu hòa liền đem hai người các nàng bao lấy cảnh sát xung quanh nháy mắt bị vặn vẹo tạ tĩnh lĩnh suy đoán là trưởng lão huyền giảng tông ra tay vì thế cũng không chống cự tiếp tục an tâm chứa thi thể của nàng dù sao chết ở chỗ này đau đầu cũng không phải nàng đóng không bao lâu trên đỉnh đầu liền vang lên một đạo thanh âm có chút lãnh đạm đến rồi đi vào đó là một nam tu trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh xám, cao gầy, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ dán ở trên da đầu, bị một cây trâm ngọc buộc chặt, cả người thoạt nhìn nghiêm túc mà thâm trầm, rất có phong phạm của tu sĩ khổ. Hay cho một cây gậy trúc. Tạ tĩnh Tùng xoay người đứng lên lặng lẽ nhìn hắn một cái, lấy khuỷu tay chọc chọc Trương Quẩn Thanh bên cạnh. Đa tạ đa tạ, tiểu thanh, để chúng ta nói cảm ơn người tốt bụng. Trương Quẩn Thanh choáng ván vốn ở vào trạng thái không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, bị cô dắt đi. Cảm ơn người tốt bụng. Nam Tu Đạn chỉ huy ra hai đạo lưu quan rơi vào trong cơ thể hai người các nàng, kiểm tra xong trạng thái của hai người về sau, không nhìn được mặt lạnh đối với tạ tỉnh Tùng bảo ra một cái đầu cơ trục lợi. Trương Quẩn Thanh quay đầu nhìn cô bằng đôi mắt mê mang, tạ tỉnh không cảm thấy xấu hổ, chỉ chỉ sơn môn giấu sau hai gốc cây lớn chọc trời. Đi thôi, đi vào đo linh căng. Nên giải thích thế nào với đại tiểu thư đơn thuần nạn vừa rồi căn bản không có lực kiệt chỉ là lười bò nữa, cho nên mới giả bộ thi thể đây. Phủi bụi trên người không cẩn thận dính vào, tạ tỉnh nghĩ nghĩ, quyết định giả chết quán triệt đến cùng. Phía sau sơn môn là một con đường nhỏ, hai bên đều trồng thành rừng cây, bởi vậy có vẻ đặc biệt chật hẹp, nhưng đi tới cuối lại là một phen rộng mở trong sáng. Một quảng trường thật lớn có thể chứa được hơn vạn người cứ như vậy nhảy vào trong mắt các nàng. Bên trong cùng của quảng trường là vách núi có khắc chữ viết, còn lại ba mặt đều bị cây xanh vần quanh, thập phần bảo vệ mắt. Đứng ở chỗ này không khỏi vui vẻ thoải mái, ngay cả hô hấp đều thông suốt không ít. Tạ Tĩnh Tùng liếc mắt một cái liền nhìn thấy quảng trường phía trước một chút địa phương vây quanh mấy trăm người đang chuẩn bị mang theo Trương Quẩn thanh tiếng lại gần, lại bị một đạo có chút quen thuộc thanh âm trong trẻo cắt đứt động tác. Ai? Bốn phía vốn là an tĩnh không tiếng động, một tiếng này đột ngột chào hỏi đem trên quảng trường tuyệt đại bộ phận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Rất khó không nhát gan trương quẩn thanh run rẩy rụt người về phía sau tạ tỉnh tùng, bị nàng nhanh mắt bắt được, đành phải kiên trì tiếng lên nói. Ừ, không đúng. Nàng đột nhiên nhìn về phía đem nàng kéo xuất thân sau liền bắt đầu nhìn trời nhìn đất nhìn móng tay tạ tỉnh tùng. Nàng nói chính là các ngươi. Tạ Tĩnh Tùng không quá tự tin suy nghĩ một chút. Đại khái, sẽ không bận tâm người chung quanh cảm thụ quý thi ông kiếm cỏ tới, cười đến đặc biệt ngốc đặc biệt ngây thơ. Ta đã nói ta sẽ không nhìn lầm người, hai người các ngươi quả nhiên đều có thể tu chân, hắc hắc. Có người xì xào bàn tán. Người này là ai? Hai người kia là ai? Cô ấy ồn ào như vậy sao không ai cảnh báo cô ấy? Đúng vậy, không phải nói phải im lặng sao? Tôi vào tới bây giờ một câu cũng không dám nói. Như vậy có công bằng không? Tu sĩ duy trì trật tự bên cạnh đau đầu thở dài. Đó là quý sư tỷ đệ tử thân truyền của trưởng môn Huyền Giảng Tông chúng ta, các ngươi bình thường đừng trêu chọc nàng, hai người bên cạnh. Đại khái là người nàng coi trọng. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại từ trên xuống dưới đánh giá cái kia bẩn thiểu áo bào xám thiếu nữ, mặt đầy dấu chấm hỏi. Thân truyền đệ tử Đệ tử thân truyền có thể không tuân thủ quy củ sao? Đúng vậy, nàng như vậy cũng coi như đệ tử thân truyền. Đây là quy củ của Huyền Giảng Tông các ngươi sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, thời điểm một người có lẽ là nhu nhược, nhưng đem chút thanh âm nhu nhược này phụ vào trong thanh âm đại chúng, như vậy không biết từ đâu tới sức mạnh liền vọt lên. Mắt thấy điểm điểm bất mãn sắp sửa hợp thành đại dương mênh mông, tu sĩ chém đinh chặt sắc cao giọng hô một câu. Tiểu quý sư tỷ, có người gây sự. Quý thi phân ra một cái keo kiệt ánh mắt đi qua. À, được. Trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ trong nháy mắt, một chút hạng quan sẽ qua trước mắt, đem tầm mắt mọi người đều cướp đi, từ mũi kiếm truyền đến cảm giác lạnh thấu xương như gió lạnh rét thấu xương trực tiếp cắm rễ ở trong lòng, làm cho người ta không có một chút ý tứ phản kháng. Đây là một thanh kiếm giản dị tự nhiên, bởi vì không có bất kỳ điểm suyết nào cho nên thoạt nhìn thập phần tố hàng, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể không nhìn hàng mang có thể cùng mặt trời chói chang tranh phong kia nó dễ dàng chém nát những bất mãn không nhìn thấy vừa chồng chất lên ta quả thật không tuân thủ quy cũ quý thi quét mắt nhìn một vòng hai cổ chiến chiến sắp bị nạn dọa khóc mọi người nghiêm túc nói bởi vì ta có cái này vốn liếng đánh bại ta ngươi có thể buộc tội ta yên tĩnh như chết lan tràn ra tu sĩ trưởng am hiểu sâu tính nước tiểu của quý thi thở phào nhẹ nhõm trên mặt không tự giác mang theo chút cười. Tiểu quý sư tỷ có thể thu thần thông, sắp bắt đầu trắc linh căng rồi. Ồ, được rồi. Quý thi ngoan ngoãn triệu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn trương uẩn thanh ánh mắt lấp lánh. Thật mạnh. Quý thi gãi gãi sườn mặt, có chút không được tự nhiên. Thật sao? Tạ tỉnh gật đầu, khẳng định. Có loại lợi hại của nhất kiếm sương hàng thập tứ châu căn bản không thể tưởng được một người như vậy lại là một kiếm tu siêu cường kỳ thật ta không mạnh như vậy tu luyện lâu như vậy sư tôn để một tay vẫn có thể treo ta lên cảm giác có lão bất tử đang khi dễ tiểu nữ hài đơn thuần không xác định nghe lại một chút bất quá có tiến bộ chính là chuyện tốt ta có thể ở dưới tay sư tôn đi hai mươi hiệp không giống lúc trước vừa rút kiếm đã bị ấn xuống đất rất tốt xác định rồi chính là có lão bất tử đang khi dễ tiểu nữ hài đơn thuần. Ta tỉnh nhiên nhẹ nhàng vỗ vai quý thi, cổ vũ nói: cố lên, sớm muộn gì cũng có một ngày người đập người xuống đất là cậu. Ân, ừ, ta cũng cảm thấy. Quý thi lại gần nhỏ giọng nói: ta vừa rồi là hù dọa bọn họ, bởi vì sư tôn nói, có người gây sự thời điểm liền ra tay, như vậy mới phù hợp ta cái này thân truyền đệ tử thân phận. lão không, không phải, sư tôn ngươi dạy rất tốt a. À có người xúi dục đồ đệ của anh đập anh xuống đất, không quản sao. Trong đình đài lầu các không biết ở đâu, có người mở miệng. Nơi này thanh u yên tĩnh, xung quanh trồng một vòng trúc xanh, không có sương mù lượng lờ, nhưng ánh mặt trời rất tốt, màu vàng lưu loát rơi đầy người, làm cho mấy người tiên phong đạo cốt này đều thi triển pháp thuật lười biến. Ước chừng năm sáu người ngồi vây quanh một cái bàn tròn đặt thủy kính, giờ phút này trên thủy kính chính là một tập tạ tỉnh thuyên cổ vũ quý thi đại nghịch bất đạo còn chưa nhất định có thể vào huyền giảng tông của ta đâu, không cần lo, nằm tu phong thần tuấn lãng giả bộ, hơn nữa, cho dù qua 10 năm, ta cũng có thể đem nhà đầu kia ấn xuống đất. Bên cạnh một cái lười nhát ghé vào trên bàn nữ tu cười khúc khích ra tiếng, mắt thấy mọi người đều là một bộ ngươi lại tới nữa, thần sắc, nữ tu lớn tiếng hắn giọng cũng không ngứa. Khụ, không phải, ta chính là nghĩ tới chuyện buồn cười đối mặt với ánh mắt uy hiếp của trưởng môn đương nhiệm huyền giảng tông thi trường thanh nàng kiên trì bổ sung ạ à, các ngươi đều biết ta thích phát bệnh coi như ta đang phát bệnh đúng phát bệnh nên nói như thế nào đây một số người trên mặt giả bộ khinh thường trên thực tế một bàn tay đã sắp không giữ được vị tiểu đệ tử thiên tư thật tốt kia vì bảo vệ thể diện sư tôn hắn cùng người ta đánh nhau trước còn phải vụng trộm liều thuốc chuyện mất mặt như vậy nếu bị nàng nói ra khù, vẫn là đừng nói nữa. À à, sắp bắt đầu trắc nghiệm rồi, các ngươi nói sẽ có mấy đệ tử tốt thiên tư xuất sắc. Không nhất định, gần đây tài nguyên thư thất, ngay cả tiểu đệ tử thiên phú xuất chúng cũng không có mấy người. Ta cảm thấy hai cái kia bị tiểu thi coi trọng người khẳng định có chút gì đó. Cảm giác là giữa các thiên tài hấp dẫn lẫn nhau. Thôi đi, liền tiểu thi kia hỏng bét linh ứng, lần nào không xảy ra vấn đề. Bên này trò chuyện, linh căn trên quảng trường cũng mở ra. Làm cho tạ tỉnh thuyên hơi cảm thấy kinh ngạc chính là không có nghi thức hoa lý hồ tiêu gì, đo linh căn dĩ nhiên chỉ có một mặt gương cao nửa người, đặt ở trên đài. Chỉ cần đặt hai tay lên nhắm mắt thiền định, linh căn sẽ hiện ra trong gương. Ghi lại linh căn của mọi người chính là cây gậy trúc kia. Không phải, chính là người tốt bụng ra tay vớt nàng và trương quẩn thanh lên. Ở bên cạnh hắn còn đứng một nữ tu khuôn mặt nhạt nhẽo mặc một kiện đạo bào xám trắng đang xen dùng một cây lược đơn giản buộc tóc lại thân sắc của nàng cũng nhạt nhẽo như mặt mày mơ hồ còn có thể nhìn ra vài phần mệt mỏi tích tụ ở đáy mắt thoạt nhìn rất giống công việc bị bắt bởi vì tới chậm vị trí đứng cũng ở phía sau trong lúc nhất thời không tới phiên các nàng tạ tỉnh thuyên liền hỏi quý thi đi theo phía sau các nàng một ít vấn đề liên quan đến linh căng tu sĩ nhất định phải có linh căng điểm ấy không thể nghi ngờ nhưng linh căn cũng không thể quyết định sinh tử của một tu sĩ, nó chỉ là một vết cắt tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí, cho nên nếu như đo ra tam linh căn thậm chí tứ linh căn cũng không cần quá nản lòng. bất quá số lượng càng nhiều, bị quấy nhiễu lại càng mạnh, đi vào đạo đồ cũng càng thêm gian nan, vẫn là càng ít càng tốt. dù sao không ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn ý chí như đá. tạ tĩnh lĩnh vừa nghe vừa chú ý động tĩnh phía trước nàng nhìn thấy người trắc qua linh căng sau khi biết được linh căng của mình là có thể lấy được một cái tính chất bóng loáng tiểu ngọc bài. Thống nhất nửa cái tác lớn như vậy, màu sắc cũng không đồng nhất. Lướt qua sơ qua, ít nhất có năm màu. Không trông cậy quý thi chủ động phát hiện nghi hoặc của cô, tà tỉnh tùng nghĩ nghĩ, hỏi. Trên tay bọn họ cầm bản hiệu là cái gì? Quý thi theo liếc mắt một cái. Đó là tạm thời đệ tử bài, tìm thư uyển v v v chấm com căn cứ trước mắt tư chất phát ra, có cái này là có thể tạm thời ra vào chúng ta ngoại môn, chờ sau khi tiếp nhận xong thuộc về đẳng cấp này khảo hạch về sau, là có thể căn cứ khảo hạch tình huống chính thức gia nhập Huyền Giảng Tông. Thi khảo khảo, như thế nào tu chân giới cũng muốn thi khảo khảo, nàng cũng không phải gà việc heo trâu. Bất quá nếu cánh cửa kia là cửa thứ nhất lọc tuyệt đại đa số người, như vậy bài đệ tử tạm thời cùng khảo hạch sau đó đại khái là cửa thứ hai lọc cùng sắp xếp tạ tĩnh tùng nghĩ như vậy không khỏi sâu kín thở dài đem đề tài dẫn hướng nơi khác nói ngươi là cái gì linh căng quý thi vỗ vỗ kiếm không kinh người trong lòng ta là đan kim linh căng lợi đi đoạn đường đao binh này lúc trước vào kiếm đạo là bởi vì kiếm của ta hạt phong lựa chọn ta lúc nói ra lời này một tia đau thương cực nông lướt qua ánh mắt buông xuống của nàng, làm cho cả người nàng đều bị tần thần sắc bi ai này che lấp. Một chút nhãn lực cũng không có, Trương Quẩn Thanh đang chuẩn bị đi lên hỏi một chút làm sao vậy bị nữ tính trưởng thành đáng tin cậy tạ tỉnh Thuyên kéo trở về, nhân tiện ăn một cái khuỷu tay công kích. Vừa nhìn chính là người ta nhớ tới chuyện thương tâm, không quen đến mức đó không đề nghị xen vào, vạn và nhất không cẩn thận giẫm phải điểm đau rút kiếm đánh ngươi một trận cũng có thể đây chính là địa bàn của người ta, bị đánh khóc cũng không tìm lại được địa bàn. Cũng may chỉ là mấy cái hô hấp trong lúc đó, quý thi liền thu liễm lại, nàng thăm dò đến phía trước xếp hàng người, phát ra chờ mong cực kỳ thanh âm. Ta cảm thấy hai người các ngươi nhất định là đơn linh căng. Trương Quẩn Thanh nháy mắt mấy cái. Nhận các ngôn của ngươi. Tạ tỉnh thuyên lại trầm mặt. Nói hay lắm, cuối cùng cô khó khăn mở miệng, lần sau đừng nói nữa cô ấy đã bị bắt bởi sức mạnh chết tiệt ba mặt trăng lặng bên trong thiên bạn đang nghe tại truyện chấm audio tạ tỉnh nghĩ đơn giản xuyên việc là bất ngờ không kịp đề phòng ngoài ý muốn chắc linh căng lại càng không ở trong kế hoạch an bài bất quá loạn đều rối loạn dứt khoát cứ như vậy đi một bước tính một bước tốt rồi linh căng không tệ liền đi tu tiên linh căng quá kém cũng không có gì cùng lắm thì tu cái da long sau đó xuống núi hãm hại lừa gạt ăn uống chờ chết, dù sao trường sinh cho tới bây giờ cũng không phải chấp niệm khắc ở trong xương cốt nàng. Nhưng Trương Quẩn Thanh hiển nhiên không phải như vậy. Cũng không biết đại tiểu thư này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mỗi lần đi về phía trước một bước, trên mặt của nàng liền bịt kín một tầng khẩn trương, tầng tầng chồng chất cứ như vậy che mặt, ngay cả không khí cũng lâm vào run rẩy. Cho nên khi bị Trương Quẩn Thanh nôn nóng bất an lấy ánh mắt đáng thương nhìn, tạ tỉnh bất đắc dĩ đứng ở phía trước của nàng, đứng vững trước áp lực đối với lão gậy trút ngượng ngùng cười. Cái kia, ta trước ta trước, dù sao người là linh căn sống là chết, ta tới trước cũng không sao đúng không? Cho đến khi cô đặt hai tay lên mặt gương theo chỉ dẫn, nhắm mắt lại bắt được một chút ánh sáng bạc như đom đóm trong đầu tối đen, cô cũng không ý thức được đã xảy ra chuyện gì. đương nhiên, bao gồm trưởng môn cùng trưởng lão ở bên trong mọi người kinh ngạc nhìn một mạc nhu hòa màu bạc quang mang ở trong gương sâu kín sáng lên thời điểm bọn họ cũng không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Tư tưởng cùng ngôn ngữ vào giờ khắc này bị mạnh mẽ cấm đoán, người biết nội tình sửng sốt thành một mảnh, yên tĩnh hiếm thấy ở chung quanh đình lay động, màu bạc giống như vòng tròn gần sóng ở bên người tạ tỉnh thuyên lan ra. Chân khí hân hoan nhảy nhóc lăn lộn quanh nàng, nhấc lên một mảnh gió mát mẻ, cũng nhân tiện đem y bào của nàng thổi đến rung động săn bắn. Tạ tỉnh thuyên đang cố gắng xoa nắng chút ánh sáng màu bạc kia có chút nghi hoặc gió ở đâu ra? Sau khi yên tĩnh như chết, trong tiểu đình có người làm như vừa tỉnh mộng lẩm bẩm nói. Đây là Nguyệt Lạc Trung Thiên. Là Nguyệt Lạc Trung Thiên. Nút tạm dừng bị cởi ra, tiếng nghị luận ồn ào như nước sôi đổ vào chảo dầu nổ tung. Mắt tôi không hoa chứ. Linh căng này. Là Nguyệt Lạc Trung Thiên không sai chứ. Nữ nhân mặc áo màu hai mắt tỏa sáng. Không có khả năng nhận sai đây chính là đệ tử ngoan số mệnh của ta trưởng môn thi trường thanh oán hận mặt của nàng đem nàng hướng bên cạnh chen thối lắm không thấy nhà chúng ta tiểu thi dựa theo chỉ thị của ta đi cùng người ta kết giao bằng hữu sao mới vừa đẩy ra một tên không biết xấu hổ liền nhảy ra một tên mặt dày ta mặc kệ cái này cho ta còn lại các ngươi tùy tiện chọn linh tùng các chúng ta thiếu nhiều người các ngươi không biết hơn nữa vẫn là ngươi vừa rồi nói nàng không nhất định vào huyền giảng tông của ngươi. Linh Tùng các ngươi chẳng lẽ muốn độc lập đi ra? Húng hồ các ngươi thiếu, đoán tuyết các chúng ta sẽ không thiếu. Ai cũng đừng tranh với lão tử. Đông đảo nhân vật có uy tín thiếu chút nữa ở chỗ này trở mặt, mỗi người sử dụng bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ ý đồ đem người kéo qua. Không trách bọn họ thất thố như vậy, dù sao Linh căn đặc thù, Nguyệt Lạc Trung Thiên là chất liệu tu tiên thượng hạng, không cần tạo hình như thế nào cũng có thể trở thành ngọc tốt. Người có linh căn này thân thiện với tất cả linh khí trong thiên địa, đạo đồ phải thẳng thắng vô tư. Trong sân. À, Nguyệt Lạc Trung Thiên a, à, khó trách, công việc bị bắt đột nhiên biến thành con việc tự giác bị bắt, mặt mày liên đạp chi tối sầm không ít, cảm thấy hứng thú nói, ngươi tên gì vậy? Tạ Tĩnh Tung. Tạ Tĩnh Tung mở mắt buông tay ra, vừa vặn nhìn thấy một màn ngân quang vòng quanh mình vỡ thành từng mảnh vụn không khỏi vương tay vớt một nắm mảnh vụn rạng rỡ sinh huy dưới ánh mặt trời lấy lại không khí đầu óc của nàng rốt cục hồi phục thành thật đứng vững nguyệt lạc trung thiên à nên nói như thế nào đây là một loại linh căn đặc thù giải thích có chút phiền a à, dù sao ngươi biết thiên phú của ngươi rất tốt là được rồi lão gậy trúc tiếp lời linh căn của người bình thường đều thuộc về ngũ hành linh căng cũng có một ít biến dị linh căng như băng lôi nham bất quá vạn biến không rời kỳ tông đều không thoát khỏi linh căn. Nhưng đặc thù linh căn bất đồng, so với chúng ta có thể nhìn thấy vạn vật, nó càng tiếp cận một cái không cách nào bị nói ra ý niệm của người linh căn nguyệt lạc trung thiên chính là một loại trong đó. Nó thân cận hết thảy chân khí, là được thiên đạo yêu thích tượng trưng, có cái này linh căn, ngươi không cần đi lựa chọn thích hợp linh căn đạo đồ, ngươi có thể để cho đạo đồ lựa chọn ngươi. Lúc trước cái kia lạnh lùng nhìn nàng hận không thể một cước đem nàng đá ra khảo hạch tràn thần sắc nứt ra, thay vào đó là một loại ôn hòa đến làm cho tạ tỉnh thuyên muốn liều mạng lui về phía sau biểu tình. Ta là huyền giảng tông lạc châu các phó các chủ, văn ngọc địch, người có thể cân nhắc. Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị một bóng đen thoáng hiện đến phía sau hắn lấy tay chặn miệng. Đầu sỏ gây nên cố gắng ở trên mặt ép ra một cái bình dị gần gũi mỉm cười, thành âm giống như là từ trong kẻ răng nặng ra. Văn trưởng lão, còn có một cái cuối cùng không đo được đâu, ngươi đây là thất trách a. À? Văn Ngọc địch dùng sức tách tay nàng ra, thanh âm lại khôi phục lãnh đạm lúc trước. "Trần trưởng lão, ta chỉ là cùng vị tiểu hữu này trò chuyện nhiều một chút mà thôi." "Ha ha, vậy xem ra là ta lo lắng nhiều, ha ha còn tưởng rằng ngươi muốn ăn vụng chứ ha ha." Người phụ nữ xinh đẹp mặt màu sắc buông Văn Ngọc địch ra, cười hiếp mắt lại gần. "Tiểu Vu đúng không, ta là" Văn Ngọc Địch có chút cố ý cao giọng hô. Kế tiếp. Tôi đến đây để ngắm phong cảnh, bây giờ tôi đi đây. Cái này đổi giọng. Thật sự rất gượng gạo. Tạ tỉnh dừng một chút, mắt thấy phụ nhân rời đi nhưng cái gì cũng không nói, chỉ lui hai bước đem địa phương nhường cho Trương Quẩn Thanh. Cho dù rất khó xem nhẹ những ánh mắt cực kỳ hâm mộ sắp hóa thành thực chất kia, tạ tỉnh Tùng cũng mặt không đổi sắc, hung hăng giơ ngón tay cái lên với quý thi, hòa thủy đông dẫn một làn sóng. Hảo hảo hảo, dự cảm của ngươi thật sự mạnh. Loại này chính hướng chân hương. Liên đạp chi đi tới bên cạnh đem một viên ngọc bài màu đỏ khảm viền vàng nhét vào trong tay nàng, cười cười với hai người bọn họ. Đây là giáp đẳng ngọc bài, ta xem trọng ngươi nha. Tạ tỉnh lĩnh nhận lấy tấm bản, cẩn thận đánh giá. Ngọc bài này chế tác tinh xảo, tính chất thượng thừa, khi vào tay còn có thể cảm nhận được cảm giác mát mẻ sảng khoái cùng xúc cảm ôn nhuận nhẵn nhụi kia. Tạ Tĩnh Thuyên không phải là kẻ ngốc thông minh như Quý Thi, sau khi biết phẩm phi phạm này sẽ bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui trên người mình ngoại trừ một linh căn trừ tượng, nguyệt lạc trung thiên, cũng không có gì đáng giá để nàng ham muốn, cho nên nàng càng nghiêng về phía nàng là đang sớm phát phúc cho mình dù sao nàng chính là có trừ tượng linh căn hư hư thực thực tu chân giới vạn năm khó gặp thiên tài. Đang ở bên này lật qua lật lại nhìn ngọc bài của mình, khóe mắt tạ tỉnh thuyên lại thoáng nhìn trong gương hóa ra màu sắc nửa đen nửa trắng. Nàng đột nhiên nhìn lại, phát hiện đây cũng không phải là áo giác. Trương Quẩn Thanh dưới tay ngân kính thật sự thoát ra này hai loại phân biệt rõ ràng rồi lại thủy nhũ giao hòa sắc thái. Hai loại màu sắc đều không chói mắt, nặng nề mà ôn hòa, trộn lẫn cùng một chỗ hài hòa giống như là bát quái đồ vậy. Hiển nhiên không chỉ nàng nghĩ tới chuyện này, Liên Đạp Chi cùng Văn Ngọc Địch mắt dài nhỏ trừng thành hình liếc nhau, lại cùng Trần Hắc ảnh vội vã xông tới đụng vào tầm mắt. Ba người bọn họ nhìn nhau, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự khiếp sợ trong im lặng của đối phương. Cuối cùng, Trần Hắc ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, Liên Đạp Chi cùng Văn Ngọc Địch gật gật đầu. Giống như ăn ý đạt thành một nhận thức chung tạ tỉnh vẫn chú ý động tác của bọn họ theo bản năng lọc bột. Quả nhiên. Thật có lỗi, linh căn của ngươi không thích hợp tu hành. Lúc Trương Quẩn Thanh mở mắt, màu sắc trong gương còn chưa tản ra sạch sẽ, chỉ là nhạt như là ngất xỉu trong nước. Cô khó có thể tin chỉ vào nó, nhìn trái nhìn phải. Nhưng. Nhưng. Nàng còn chưa nói hết lời giải thích, đã bị Văn Ngọc Địch cắt đứt. Không có nhưng mà. Liên đạp chi nở nụ cười. Đừng cả ngày nghiêm mặt dọa người. Nàng chỉ vào tạ tỉnh, nhìn Trương Quẩn Thanh mím môi run rẩy, thanh âm nhẹ nhàng hơn không ít. Ngươi vừa rồi hẳn là có nghe được, chúng ta đang nói về linh căn đặc thù của nàng. Tuy rằng trong vòng một ngày ra hai cái đặc thù linh căn loại chuyện này tất cả mọi người là lần đầu tiên trải qua, nhưng là nhiều năm như vậy thời gian hiển nhiên không phải sống uổng phí. Khái niệm ưu tiên này cũng là tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau nếu linh căn đặc thù của Trương Quẩn Thanh cũng là loại nguyệt lạc trung thiên của tạ tỉnh Thuyên, như vậy bọn họ có lẽ liền cắn răng nhận lấy hai người, cùng lắm thì khai hoang nhiều cho người ta làm công, dù khổ cũng không thể khổ hài tử. Nhưng mà sự thật lại là, ngươi cũng không phải là không có linh căn linh căn của ngươi là bát quái đồ, nó đích thật là đặc thù linh căn nhưng mà cũng không phải chúng ta có khả năng khống chế. Ta đưa ra một ví dụ, Người có linh căng đặc thù bác quái đồ là thủ lĩnh của một người bí cảnh 10 năm trước khi thăm dò bí cảnh. Ngay cả đạp chi có lẽ là rất ít nói nhiều như vậy, có chút mệt mỏi thở dài, tiếp tục giảng đạo. Từ xưa đến nay bác quái tu riêng căng cũng sẽ không có kết cục tốt, chúng ta không có vốn liếng này đi gánh vác một cái bồi dưỡng lên tương lai của ngươi, tiểu mùi mùi, mời ngươi trở về đi. Trương quẩn thanh bất an xoắn mép váy, hít sâu một hơi. Không phải tôi sẽ không biến thành cái dạng đó tôi liên đạp chi trấn an cười cười nhưng ngươi kỳ thật không thể cam đoan tương lai của ngươi sẽ giống như ngươi hiện tại tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su xuyên còn đúng không cho dù là tồn tại được thiên đạo sủng ái người có được bát quái đồ linh căng cũng như trước dễ dàng đi vào con đường sai lầm thay vì nói như trước chẳng bằng như trước càng chuẩn xác hơn nguyên nhân cụ thể không ai tìm tòi nghiên cứu cũng không ai có thể tìm tội nghiên cứu đến. Dù sao kết cục của bọn họ đại đa số cũng không phải rất tốt, cái gì vạn tiễn xuyên tâm cái gì thiên đao vạn quả cái gì thi cốt không còn, tử pháp là đa dạng chồng chất thảm. Cho dù có người muốn phỏng vấn một chút quá trình trở thành ma đầu cùng sám hối lúc lâm chung cũng không có điều kiện kia. Huyền Giảng Tông là Đại Tông Môn, là một trong những tấm gương của tu chân giới, đương nhiên không thể thu lưu một tấm phù nổ bất định. Quảng ngươi thiên phú cho dù tốt, đây không phải là sợ ngươi tùy thời tùy chỗ một cái đầu óc phát quốc liền nổ sao. Huống chi còn có một thiên phú tốt hơn bầy ở bên kia, ổn định không nổ cả đời thuận lợi, chỉ cần chồng chất tài nguyên là tốt rồi. Thiên phú càng tốt ổn định bạo tạc phù thăm dò phát biểu. Nghe các ngươi nói, có phải hay không nàng có thiên phú, nhưng dễ dàng đi vào con đường sai lầm. Vâng. Có phải ta so với nàng còn có thiên phú hơn, vĩnh viễn đè ép nàng một đầu, còn không dễ dàng đi vào con đường sai lầm văn ngọc địch nhíu nhíu mày vâng như vậy không phải tốt rồi sao tốt cái gì tạ tĩnh tùng bước nhanh đến bên người trương quẩn thanh khuỷu tay đặt lên vai cô cười híp mắt véo mặt cô rồi quay đầu nói chúng ta làm ăn nhé trong lòng lộc bộp biến thành mấy người đối diện làm ăn gì mua một tặng một a à, mua nàng tạ tĩnh tùng chỉ chỉ chính mình tặng ta chắc chắn lời không bồi thường chứ tôi có thể nhìn cô ấy cho nên có muốn hay không rất có lời đi sao lại là bạo tạc phù ổn định nổ tung trước bốn làm ăn khó khăn bạn đang nghe tại truyện chấm audio tuyệt đại bộ phận mọi người sau khi lĩnh thẻ thân phận đệ tử tạm thời thuộc về mình đã bị dẫn xuống cho nên trong hội trường lớn như vậy kỳ thật không có mấy người mà mấy người này tất cả đều bị chấn động mua một tặng một ngôn luận cả kinh nói không ra lời dùng một mảnh tĩnh mịch để hình dung cũng coi như không có vấn đề gì. Nhưng có sự tồn tại của tạ tỉnh thuyên đột nhiên trượt xuống vực sâu, tỉnh là tỉnh không nổi. Thế nào? Suy nghĩ một chút. Không thua thiệt chứ. Làm sao vậy các vị, không nói lời nào chẳng lẽ là bởi vì thiên tính không thích nói chuyện sao? Điểm ấy không tốt, phải sửa A. À. Im lặng như vậy, là đang chơi một hai ba không được nhúc nhích sao? chẳng lẽ ta là quỷ bắt người quý thi nói các trưởng lão hẳn là không thích chơi trò này bọn họ chỉ là không biết nói cái gì bắt người quỷ khiêu mi dụ dỗ ma trảo vương về phía quý thi làm sao có thể không biết nói cái gì đây ta cảm thấy trước mắt các vị đều là nhân trung long phượng a chỉ là loại này buôn bán nhỏ cũng không dám làm sao bởi vì đây không phải là một doanh nghiệp nhỏ rủi ro là quá lớn và những người lớn tuổi không thể đưa ra quyết định cùng một lúc quý thi là vô tình lễ phép, nhưng tạ tỉnh thuyên khơi màu nàng trả lời hiển nhiên là cố ý, mắt thấy hai người kia sắp bắt đầu âm dương quái khí hai người, mọi người lại như cũ không nói một lời. Gấp đến độ ngay cả Trương Quẩn Thanh cũng lặng lẽ vương tay đâm sau lưng cô, ý bảo cô mau ngậm cái miệng nhỏ nhắn tuyệt vời kia lại. Nhất định phải nói là làm ăn, như vậy tiểu thi nói đúng, đây không phải chúng ta có thể quyết định, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhìn liên đạp chi lười nhát nhất không hỏi chuyện mở miệng trước cho chúng ta một canh giờ chúng ta sẽ thương thảo ra kết quả nàng đi qua đưa tay đem quý thi đẩy tới hai người các nàng bên cạnh cười nói còn thỉnh hai vị các ngươi chờ một lát như vậy đi để tiểu thi mang theo các ngươi đi môn phái bên trong dạo một vòng liền đi linh thú viên thế nào cái này đương nhiên không có vấn đề nói cách khác nếu như tại chỗ đánh nhịp hai người các ngươi ta đều muốn tạ tỉnh thuyên mới có thể cảm thấy có lệ cũng không phải là thích bộ dáng ngươi thích đáp lại ta không để ý tới chỉ là thương thảo càng lộ vẻ thành khẩn sau đó đưa ra câu trả lời tất nhiên sẽ là suy nghĩ cặn kẻ chống lại cân nhắc trước khi đi liên đạp chi còn quay đầu lại nhìn tạ tỉnh chi thật sâu chiếm được một nụ cười đặc biệt vô tội của đối phương trong lúc đó có bao nhiêu sóng ngầm bắt đầu khởi động quý thi tuyệt không nhìn ra cả người cô chính là một loại trạng thái khổng tước hoa khoe khoan vật mình yêu thích với đồng bọn mới quen bất quá bình thường thu liễm quen rồi cho nên chỉ mở nửa bình phong nhưng người mắt sáng đều có thể nhìn ra tâm tình của nàng sung sướng linh thú viên của chúng ta là một trong những môn phái lớn nhất chủng loại cũng rộng nhất mau tới ta dẫn các ngươi đi xem tạ tỉnh cười nói được nhân tiện đưa tay kéo trương quẩn thanh đang đứng tại chỗ trong trạng thái không biết làm sao rút ra được một đường đi tới đập vào mắt đều là cây xanh đủ loại hoa cỏ cây cối, có muôn hồng nhìn tía có muôn hình vạn trạng, quả thực giống như là đi tới công viên ẩm ướt cỡ lớn hiện đại cưỡng chế ánh mắt tạ tỉnh thuyên được nghỉ ngơi. Đến cũng đã tới, vốn định hảo hảo hưởng thụ kết quả cố gắng bảo vệ môi trường cùng mà, nhưng mà nàng lại thủy chung không cách nào bỏ qua ánh mắt nóng rực lúc có lúc không kia. Em nói, anh còn nhìn em như vậy, em thật sự sẽ hoài nghi anh thầm mến em. Bắt được thời gian Trương Quẩn Thanh làm bộ cúi đầu, tạ tỉnh thanh đi theo đưa đầu hướng bên tai cô, tiếng tức giận hàm chứa u oán đột nhiên chui vào trong tai, khiến trương quẩn thanh sợ tới mức trung rẩy thiếu chút nữa nhảy lên cao 3 mét tại chỗ. A a a a, sao anh lại dọa tôi? Quý thi dẫn đường phía trước nghi hoặc quay đầu. Các cậu đang chơi trò gì? Nhìn nàng đi đường không cẩn thận, nhắc nhở nàng dưới lòng bàn chân có tảng đá, nàng lại nói ta dọa nàng, tạ tỉnh tùng chấp tay sau lưng cáo trạng, thật quá đáng nha. Quý thi cảm thấy ngữ khí này rất thú vị, đi theo học nói. Thật quá đáng nha. Ta chỉ là đang suy nghĩ ngươi rốt cuộc vì cái gì, nguyên bản lớn tiếng phản bác Trương Quẩn Thanh không biết nghĩ đến cái gì, khí thế lập tức héo rút, chính là Chúng ta mới quen biết không bao lâu, ngươi không cần thiết vì ta làm những chuyện này đi. Nhiều năm tiếp nhận giáo dục tốt nói cho nàng biết loại hành vi này không thể nghi ngờ là đang ăn độ ăn không của người tốt bụng, cũng là đang tiếp nhận sự bố thí của cường giả nàng vốn nên đứng ra cự tuyệt, nhưng vừa nghĩ tới mình tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì, một đoạn văn dài kia tất cả đều co lại thành xương cá kẹt ở trong cổ họng, căn bản phun không ra. Thậm chí ngay cả một câu cảm ơn cũng không nôn được. Tạ tĩnh Tùng suy nghĩ một chút, không xác định nói. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Mới quen biết bao lâu đã có thể để cho ngươi vì ta làm những thứ này, Trương Quẩn Thanh thật muốn nhất chân đạp nàng, để cho nàng hảo hảo nói chuyện, đối với ta nhất kiến chung tình cũng sẽ không dứt khoát lưu loát như vậy mang theo ta cùng nhau tiến tông môn. Ảo giác mổ hoa học bá thế nào cũng phải mang bạn gái cùng nhau nhập học tạ tỉnh lĩnh dừng một chút, nàng ho hai tiếng liên tục khoát tay. Không phải, đây không phải nể tình ngươi cái kia năm ngàn lượng bạc phân thượng sao? Cái gì năm ngàn lượng bạc, Trương Uẩn Thanh nhìn tạ tỉnh Tùng chỉ tay vào trăm cài tóc, hiểu ra nói, ồ. Nàng đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, ta nói là 50 lượng. À, 50 lượng. Tạ tĩnh tỉnh tung kéo dài âm cuối bắt đầu giả ngu, quả thật không ít. Tại giả bộ hồ đồ cao thủ nơi này không chiếm được một điểm tốt, Trương Quẩn Thanh không nhìn được nghiến răng nghiến lợi trực tiếp làm rõ nói. Tu chân giả không cần bạc, huống hồ dù là cho người khác 5.000 lượng bạc cũng không làm được như vậy. Người có thiên phú như thế làm sao có thể lấy tương lai ra đùa dẫn đây? Tạ tĩnh tung thở dài thế nào cũng phải hỏi tận gốc rễ sao, đại tiểu thư. Ta đối với tu tiên có chút hứng thú nhưng không nhiều lắm, nàng tùy ý thoáng nhìn, lại thu hồi tầm mắt, thuận miệng nói, bất quá đối với ngươi rất quan trọng đi. Trương Uẩn Thanh không trực tiếp trả lời, mà rủ mắt do dự nói. Nhưng, cô nặc nặc nửa ngày, nửa câu cũng không nghẹn ra, vẫn là tạ tỉnh thuyên chủ động tiếp lời. Nhưng biểu hiện của anh lúc lên núi tôi đều nhìn thấy, anh đang liều mạng nếu chỉ vì vấn đề thiên phú mà bị chặn ở ngoài cửa ngẫm lại sẽ không cam lòng tạ tĩnh tụng thò đầu nhìn về phía xa những mây đáp lại con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu người khác nhiều ít đều có cơ hội chứng minh mình không phải phế vật mà ngươi lại ngay cả cơ hội này cũng không có hai mắt nàng đột nhiên sáng ngời chạy hai bước ngồi xổng xuống đặc biệt không có công đức hái đi một đóa hoa nhỏ hình thù kỳ quái khoa tay múa chân với tóc mai trương quẩn thanh hơn nữa ta cũng không làm gì chỉ là để cho bọn họ một lần nữa cân nhắc, ý đồ đổi lại một cơ hội. Nếu như vẫn không được, chúng ta liền cùng nhau xuống núi đi, dù sao đại tiểu thư ngươi nuôi nổi ta, đúng không, tính mạng thân gia của ta có thể toàn bộ buộc ở trên người ngươi. Thanh âm của nàng càng nói càng đáng thương, động tác trên tay cũng không chậm, đem đoá trầm nhỏ kia đến tóc mai trương quẩn thanh sau đó lại vắt một cọng có dài thuận mắt, ba bước song hành hai bước đuổi theo quý thi, vương ma trảo mới tin về phía nàng hả? Là dùng vòng tay đang bằng cỏ. Chờ một chút, vị nước cỏ thật tươi, hái từ đâu vậy? Hộ lục sứ giả cả đời chi địch cười ha hả đem mu bàn tay ở phía sau cọ cọ, chột dạ nhưng không hoàn toàn chột dạ. Từ trên trời rơi xuống. Quý thi liếc mắt một cái lôi ra chỗ bị cô dẫm qua, lễ phép cực kỳ, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng trả lời cô một nụ cười một lời khó nói hết. Trương Quẩn Thanh bị rơi ở phía sau còn chưa kịp cảm động, liền phát hiện hai người trước mắt đã đi xa, vội vàng sách làng váy đuổi theo. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ coi ngươi là bạn tốt. À các ngươi chờ ta một chút. Cuối cùng là lừa gạt đi qua tạ tỉnh tùng quét mắt nhìn phía sau liều lĩnh mất mát đại tiểu thư, ung dung cười. Chân tình kéo nàng một phen tự nhiên là không giả, nhưng có chút hoài nghi không thể nói với người ngoài vẫn là không nên bày ra ngoài mặt, giữ lại chậm rãi ra đi. Bên này năm tháng yên tĩnh, hội nghị trưởng lão tạm thời tổ chức lại âm ý. Liên đạp chi cầm đầu, hài tử muốn chơi ngươi cứ để cho nàng đi, cùng lắm thì xảy ra chuyện nàng tự mình cổng phái cùng Sơn Triều cầm đầu, nàng còn chưa vào cửa đã dám đưa ra yêu cầu như vậy, đi vào vậy còn được, phái trực tiếp thay vào ân oán cá nhân, âm ĩ vạch trần gốc gác lẫn nhau, cuối cùng phá gia tại chỗ. Mà thi trường thanh cầm đầu phái, chỉ cần một người không được sao. Hảo hảo thương lượng A, vội vàng khuyên can, khuyên nhũ tức giận lên cũng gia nhập đoàn người đồng thủ. Trần nhạn ba bên cũng không dính dáng tìm một địa điểm an toàn tạm thời nghe nửa ngày, phát hiện đám người này hoàn toàn là công báo tư thù. Cô cảm thấy nhức đầu, dứt khoát lấy phần luyện màu khoác trên người xuống bắt đầu túng lấy sợi chỉ không tồn tại. Đao quan kiếm ảnh lóe ra, phù lục đầy trời điên cuồng bay, tiếng binh qua va chạm bị tiếng nhạc âm tu dây dưa, bụi bậm tứ tán đem thân ảnh mọi người đều mai một ở trong đó nhìn thấy toàn bộ quá trình trần nhạn còn chưa kịp khen ngợi một tiếng đặc sắc đã nhìn thấy một thân ảnh thấp bé cách đó không xa theo bản năng đem thân thể giấu đi phía sau phiến đá lão ba chậm rì rì chống gậy di chuyển đến sân họp bị sặc bụi bặm đến hôn thiên hắc địa tìm thư quyển hai mắt trận tròn thiếu chút nữa chết tại chỗ nàng thở dài thật dài giơ tay vẫy vẫy sau đó làm thủ thế bắt lấy một cái chuông đồng nhỏ nhắn bị cô nắm chắc giữa ngón cái và ngón trỏ cô rũ mắt xuống nhẹ nhàng lắc lư một chút chư vị trò khôi hài nên kết thúc rồi sức mạnh ôn hòa khiến người ta cảm thấy bi thương bao lấy suy nghĩ của mọi người làm cho đầu óc dần dần nóng lên của bọn họ lạnh xuống không khỏi đồng loạt nhìn về phía vị lão phù kia luyến tiếc nguyệt lạc trung thiên cũng không muốn gánh chịu bác quái đồ mạo hiểm các ngươi nói tới hiện tại đều là lấy đứa nhỏ kia vào tông môn làm điều kiện tiên quyết lão phù chậm rãi tiếp tục nói kiêu ngạo quá mức Thi trường thanh bị đồng môn không đáng tin đẩy về phía trước, nghẹn ngào nửa ngày kiên trì giải thích. Nhưng mà... Linh căng kia... Tôi biết. Tôi đã có mặt khi những câu châm ngôn được đưa ra, nhưng vậy thì sao? Đó không phải là cái cớ để các bạn có thể sử dụng những con dao của mình vào lúc này. Xét cho cùng, các ngươi quá ngạo mạn, hảo hảo thương lượng, không nên dùng bộ này dỗ trẻ con tư thái, lão phù thu hội thanh đồng linh, kêu gọi bên cạnh giả chết trần nhạn đưa ta cái này xương già trở về đi. Sư tổ, chỉ là vì chuyện nhỏ này mà cho lão nhân gia ngài xuất quan. Ngài còn có cái gì muốn dặn dò sao? Lão ba nghe vậy, cầm gậy bắt đầu đâm cậu. Nghiêm túc đối đãi với mỗi người nhỏ bé trước mắt, bản thân cũng không phải chuyện nhỏ. Thi trường thanh tự biết đuối lý, quỷ khuất đứng tại chỗ, ở trong lòng đâm tiểu nhân vào tên hỗn đảng đẩy hắn ra. Ồ, tiếp tục đi, nhìn bóng lưng lão ba rời đi, thi trường thanh tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nhìn về phía mọi người lần này nghiêm túc lên cho ta đi năm thu đồ bạn đang nghe tại truyện chấm audio thật xin lỗi thương thảo ra kết quả cuối cùng chỉ có một hai giờ sau tạ tỉnh thuyên ở vườn linh thú bị long nhung mềm hóa thành một bãi nước gặp được liên đạp chi lĩnh mệnh tới cũng từ trong miệng của nàng biết được tin tức không quá tuyệt vời huyền giảng tông chỉ tiếp nhận một mình ngươi có thể cung cấp cho ngươi tài nguyên tuyệt đối ưu việt hơn đồng cấp. Tạ tỉnh tùng tay còn khoát trên người người ta nuôi mèo không buông ra được, nghe vậy chỉ có thể lưu luyến nói. Ta có thể hỏi một chút vì sao không? Ôn hòa một chút thuyết pháp là chúng ta lấy không ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hai cái, không ôn hòa thuyết pháp. Liên đạp chi do dự nhìn qua, nói. Thật muốn nói trước mặt nàng sao? trương quẩn thanh bên cạnh làm bộ mình tuyệt không quan tâm nhưng lỗ tai đã gần kề bị ba người đồng loạt nhìn cô nhìn qua nhìn lại không xác định nói hỏi tôi sao tạ tỉnh gật đầu à cái đó tôi không quan tâm dù sao cũng không phải nói với tôi mặc dù biết thì chết có hiểu hay không cũng không quan tâm nhưng có biết hay không thật ra tôi cũng không quan tâm tạ tỉnh tùng giải quyết dứt khoát cứ nói như vậy đi đại tiểu thư căn bản không quan tâm liền nhăn nhăn nhó bụng mặt lặng lẽ ghé qua nghe lén liên đạp chi đem kết quả suy nghĩ cặn kẻ tận khả năng nói trắng ra trước mặt các nàng ta lúc trước có nói qua chúng ta không có tư cách đi gánh vác một tương lai bồi dưỡng lên bát quái đồ linh căng hiện tại trả lời là cho dù có ngươi đảm bảo cũng không được trong quá trình các ngươi trưởng thành phân phối tài nguyên là vấn đề lớn có ngươi ở đây chúng ta tất nhiên sẽ đem trọng tâm nhiên ở trên người của ngươi mà tâm tình của ngươi cùng nàng ở trong đó có lẽ sẽ sinh ra biến hóa không thể khống chế. Tâm trạng thay đổi chính là tương lai mà chúng tôi lo lắng, chúng tôi không thể xác nhận rằng cả bạn và cô ấy đều có thể giữ được tâm trạng tốt như hiện tại, vì vậy tôi xin lỗi. Tạ tỉnh thông dông đứng dậy vỗ vỗ bụi. Không sao, tôi biết rồi. Trương Uẩn Thanh bên cạnh thở dài, mất mát rồi lại như trút được gánh nặng nói. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em như vậy tạm biệt chúc anh đường xá đẹp như gấm cho dù kết quả tranh thủ là thất bại nhưng tạ tỉnh chịu lấy tiền đồ của mình đi thay cô đánh cược một phen không phải giả nàng rất cảm kích hành động của nàng nhưng cũng một mực lo lắng chính mình có hay không sẽ liên lụy nàng dù sao còn chưa vào tông môn đã tiện thể mang theo một người loại hành vi này rất không được ưa thích nói không chừng chọc giận đối diện trực tiếp hai cái toàn bộ đá đi bất quá nàng đánh giá thấp thiên phú của nàng cũng may mắn chính mình đánh giá thấp thiên phú của nàng. Không khách khí. Nhưng tạm biệt. Gặp lại cái gì nữa, tạ tỉnh Tùng vương tay với đại tiểu thư đang tháo lực ngồi dưới đất, nghi hoặc nói, nếu cô gặp lại tôi thì ai nuôi tôi đây? Trương Quẩn Thanh theo bản năng nắm lấy tay nàng mượn lực đứng lên, so với nàng càng nghi hoặc. Nuôi ngươi. Hai người hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Tôi nói muốn ở lại lúc nào chẳng lẽ ngươi không ở lại sao? gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, cảm giác chính mình giống như từ đi tới tu chân giới liền thường xuyên chế tạo loại cục diện này tạ tĩnh lĩnh chủ động đánh vỡ yên tĩnh. ta không nói muốn lưu lại a, à, trước đó không phải đã nói với ngươi sao? cùng ngươi cùng nhau xuống núi, dù sao đại tiểu thư gia đại nghiệp đại nuôi nổi ta đi. trương uẩn thanh cố gắng bẻ lại tư tưởng khiến người ta khiếp sợ của cô. đương nhiên nuôi nổi rồi, không đúng. Đây không phải là vấn đề nuôi không nuôi nổi, cô ở lại đây không phải tiên độ bằng phẳng sao? Tạ tỉnh Tùng mặt cho nàng lắc lắc hai vai, giọng nói thản nhiên. Nghe nói ta vốn là tiên độ bằng phẳng a, à, vậy có ở lại đây hay không thì có quan hệ gì? Không, không đúng a, à, không đúng không phải như vậy, vốn là không giỏi biểu đạt trương quẩn thanh dưới cấp bách lại là mồm ngốc miệng vụng về, vội vàng quay đầu nhìn về phía lẽ ra so với nàng gấp liên đạp chi, ngươi mau nói một chút nàng a. À liên đạp chi chăm chú nhìn nàng thật sự không ở lại sao nàng phải biết nếu nàng kiên trì mang nàng theo rất khó có môn phái nào lo lắng cho nàng vậy làm tán tu đi dù sao ta cũng sẽ vì lời nói cử chỉ của ta mà chịu trách nhiệm tạm biệt tạ tĩnh lĩnh lấy ra bài đệ tử tạm thời mở tay đặt tới trước mặt liên đạp chi nhìn nàng cầm lấy mỹ ngọc tinh điêu tinh xảo này nở nụ cười hảo ý của người ta xin nhận nhưng ta thích chuyện thú vị hơn cô vẫy vẫy tay tạm biệt, kéo Trương Quẩn Thanh đang hóa đá đi dọc theo hướng quý thi chỉ xuống núi. Chờ một chút. Mới vừa bước ra bước chân liền nhìn thấy kéo dài hướng phương xa không biết mấy tầng bậc thang, không khỏi có chút hối hận giả bộ tiêu sái tạ tỉnh vu nghe được này tự nhiên chi âm kêu gọi, vội vàng quay đầu nhìn qua. Làm sao vậy? Ngọc bài bị liên đạp chi tiện tay ném tới, khúc xạ ánh mặt trời ôn nhuận sáng bóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo vòng cung xinh đẹp tạ tỉnh thuyên giơ tay lên mở ra nhìn một chút phát hiện đây chính là bài đệ tử tạm thời nàng trả lại cho liên đạp chi liên đạp chi cười nói tương lai gặp phải chuyện gì khó giải quyết có thể cân nhắc tìm huyền giảng tông hỗ trợ coi như là kết cái thiện duyên như thế nào tạ tỉnh chi không chút khách khí hô to lòng biết ơn cảm tạ có ngươi dưới ánh mắt một lời khó nói hết của liên đạp chi đưa ra thỉnh cầu đầu tiên tìm ngươi vận chuyển các nàng xuống núi có lẽ là lúc trước lên núi hao phí không ít khí lực của nàng, cũng có thể là thần kinh căng thẳng tiêu hao rất nhiều tâm thần của nàng, còn chưa tới nơi, tạ tỉnh đã tựa vào trên vai Trương Quẩn Thanh, tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi. Trương Quẩn Thanh nghi hoặc khó hiểu mà vô cùng khiếp sợ dời tầm mắt xuống phía dưới, thu hết cảnh tượng núi sông Nguy Nga vào đáy mắt. Đại tiểu thư lại nhìn thoáng qua người nào đó tựa hồ đang ngủ say, run rẩy vương tay ông lấy nàng, đối với tiểu đệ tử phía trước ngự kiếm mang theo bọn họ phát ra thỉnh cầu thành khẩn. Có thể, có thể hay không? Có thể chậm một chút không? Không phải, các nàng bây giờ không phải đang ở trên cao vạn thước sao? Rốt cuộc vì sao còn có thể ngủ a? À? Nói ngủ thiếp đi kỳ thật có chút oan uổng nàng. Tình huống hiện tại càng giống như là bị một cổ lực lượng quỷ dị cường đại kéo vào trong mộng. Một chút ngân hoa sẽ qua trước mắt nàng. Sau đó phía trước bỗng nhiên bay tán loạn ra rất nhiều cánh hoa màu bạc, chúng nó bị gió nhẹ không biết từ đâu tới cuốn lên, lại từ từ rải rác đến phụ cận của nàng. Tà tĩnh nhiên theo bản năng liền vương tay tiếp được một mảnh. Đây là một cánh hoa đào hình dạng rất tiêu chuẩn, hoa văn đối xứng, hướng đi của mạch lạc có vẻ đẹp cuộn tròn rất độc đáo. Nhưng đặc thù nhất vẫn là kim loại ngân trạch hiện ra của nó, kỳ lạ mà mộng ảo. Nàng thổi cánh hoa này ra, nhìn nó theo phương hướng thổi bồng bềnh, rời ở cách đó không xa phía trước một bóng người đang tự chăm tự cân nhắc. Hắn là một thanh niên nam nhân áo trắng trang sức bạc, ngũ quan xuất trần, lông mày lại nhạt, khí chất ôn hòa, làm cho người ta nhìn đã muốn thân cận. Tạ tĩnh tùng thở dài. Tôi nói này. Tình huống hiện tại đột nhiên kéo người ta vào trong mộng, ít nhiều có chút quá đáng. Thanh niên nghiêm túc nói. Xin lỗi, lần đầu tiên thử loại thuật pháp này, không thể khống chế tốt. Tạ tỉnh Tùng Hào phóng khoát tay. Không có việc gì, cô thả tôi về là được. Có thể. Nhưng ngươi cân nhắc bái ta làm thầy sao? Tuy rằng tạ tỉnh vua mới đến, nhưng lúc nàng ở Linh Thú Viên cùng Quý Thi tìm hiểu qua, thời đại này phụng hành sự sư như phụ, cho dù là Quý Thi loại quan hệ giao tiếp không quá coi trọng cũng đem sư tôn không đáng tin cậy của nàng trở thành phụ thân kính yêu. Tóm lại, bái sư kỳ thật là một chuyện rất trọng đại tay tôi có thể bị hỏng anh có thể nói lại được không thanh niên nhặt nắp ấm trà lên hướng bên trong vẫy chút cánh hoa màu bạc sau đó bấm cái quyết ở trong bình rót vào nước nóng đem nắp đè xuống sau mới nghiêm túc nói cân nhắc bái ta làm thầy đi cái này giống như đi trên đường cái đột nhiên có người kéo ngươi vào trong hẻm nhỏ trước tiên vặn mở bình hồng trà lạnh cho mình rồi mới nói cho ngươi biết để cho ta làm cha ngươi đi tạ tĩnh tùng khoanh tay cự tuyệt mãnh liệt không cảm ơn. Tạ ca khúc nổi tiếng dịch cửu. Khúc dịch cửu không thèm để ý nàng cự tuyệt, sau khi liếc mắt nhìn nàng, dùng động tác nước chảy mây trôi rót chén trà cho nàng, đẩy chén với nàng, cười nói. Nếm thử, hương hoa này thấm người, trà pha ra lại chua xót khó nuốt. Ngươi cho ta nếm thử cái gì? Tạ tỉnh tùng dừng một chút. Khúc dịch cửu. Anh. Rất nổi tiếng sao? Tôn giả nổi tiếng tu chân giới suy nghĩ một chút, không xác định nói: Có thể có một chút. Xem ra còn là một tên đầu nhỏ nổi tiếng trên đường phố. Tạ Tỉnh Tùng lại hỏi: "Sao anh biết tôi?" Thanh niên nhìn nàng một cái, nhìn mặt bạn một cái, lại nhìn nàng một cái, đột nhiên bắt đầu uống trà. Thiên Mệnh không thể vọng ngôn. Tạ Tỉnh Ba cảm thấy kỳ quái đi tới thăm dò, cái gì cũng không phát hiện vì thế dứt khoát ngồi xuống đối diện hắn đã như vậy nếu tìm thư uyển bái sư cũng không phải một mình ta ta còn có thể mang theo linh căn bát quái đồ đặc thù bát quái đồ sao khúc dịch cửu cười nhạt đương nhiên là được em thậm chí có thể thay anh thu đồ để trong lúc anh bế quan nghi ngờ lỗ tai mình thật sự xảy ra vấn đề tạ tĩnh tùng vỗ bàn thật giả đừng gạt người a à? thiên chân vạn sát khúc dịch cửu tiếp tục ném chỗ tốt cho nàng bái ta làm thầy ta sẽ không câu nợ ngươi vật trong núi tùy ngươi lấy dùng thiên phú của ngươi vốn thích hợp tự do sinh trưởng sư tôn Ta tĩnh nhiên cảm thấy bên trong có hố sâu vui vẻ nhảy xuống tới nơi này gặp ta trước đó khúc dịch cửu thò nửa người ra hai ngón tay khép lại trước trán tạ tĩnh tùng hư ảo một chút thử tìm hiểu quy tắc cơ bản này đi Ánh sáng màu bạc lấp lánh như sao thiếu chút nữa lóe mù tạ tỉnh thuyên không đề phòng chút nào, nàng lau đi nước mắt bị kích thích ở khóe mắt, nửa ngày không mở mắt ra được. Chẳng lẽ là mơ thấy mình hối hận sao? Nói hối hận thì mau đi đi, nói không chừng bây giờ lên núi còn kịp. Nàng nghe thấy tiếng nói thầm không rõ ràng của Trương Quẩn Thanh cùng tiếng gió gào thét lướt qua bên tai, nhưng thân thể của mình lại không tỉnh lại được. Giống như tiếng vào một trạng thái huyền diệu khó giải thích vừa nghĩ cô vừa mở bìa sách khúc dịch cửu trồng trong đầu ra kỳ thật căn bản không phải bìa sách chỉ là bởi vì sách mỏng trơ xương tạ tĩnh tùng thấy nó có chút ghét bỏ cũng không ngoài ý muốn chính là nàng chỉ có thể mở ra trang thứ nhất hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là này trang thứ nhất mặt trên cũng chỉ có nửa trang có chữ nói chính là dẫn khí nhập thể biện pháp đây là hoàn toàn thả lỏng vị sư tôn trên lý thuyết chưa từng gặp mặt này quả thật có chút ý tứ a à. Sáu ta hiểu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hiện tại còn không có cách nào thoát khỏi trạng thái kỳ diệu ngủ nhưng tỉnh này, tạ tỉnh thuyên cũng lười dãy dù vô vị, dứt khoát ngồi xuống theo chân địa bàn, cầm sách tỉnh tâm nghiên cứu. Làm nàng không nghĩ tới chính là có linh căn đặc thù coi như xong, biện pháp dẫn khí nhập thể ở trình độ trừ tượng còn muốn càng sâu. Lấy nguyệt hoa làm tuyến, lấy sơn tuyền làm thoi đưa, về chân khí như châm, đợi trong lòng có vật, tức là bắt đầu đạo đồ mỗi chữ mỗi đoạn ngắn thậm chí cả một câu cô đều có thể xem hiểu nhưng làm thế nào để làm được rõ ràng là một chuyện khác bởi vì cái gọi là sư giả cho nên truyền đạo thù nghiệp giải thích nghi hoặc ngay cả thi trường thanh không có tư cách gì cũng biết tận tay mang quý thi nhập môn nhưng mà sư tôn nàng tự mình tìm tới cửa này có chút không để ý đến vẻ đẹp sống chết của người khác tác phẩm từ xưa đến nay không thể thiếu tưởng tượng cho nên đem ánh trăng ví dụ như tơ tầm a tơ lụa a gì gì đó không ít, nhưng không cho ngươi thật sự rút ra ánh trăng làm chỉ a. Tưởng tượng là tưởng tượng, hiện thực là hiện thực, nếu bạn coi tưởng tượng là hiện thực. Nàng bỗng nhiên sửng sốt, một cổ cảm giác huyền diệu ở trong lòng phun trào ra, lưu lại suy nghĩ gần như trống rỗng. Có dòng nhiệt ấm áp xẹt qua tứ chi bách hài, dùng cảm giác thoải mái bao vây toàn thân nàng, đem nàng ấn đầu vào trong đại dương mênh mông buồn ngủ lần này là ngủ thật rồi không biết im lặng bao lâu tạ tỉnh thuyên mở mắt ra nhẹ nhàng giơ tay tầm mắt rủ xuống đảo qua chút huỳnh quang trong suốt ngưng tụ lại trong lòng bàn tay bên cạnh nó bệnh thành hào quang màu bạc chói mắt đang xen ngang dọc giống như đường viền hoa thì ra là thế trọng điểm không phải là bất cứ sự vật nào trên mặt chữ mà là tưởng tượng và hiện thực cực kỳ bí mật chỉ cần đi qua khoảng cách này cô tiện tay búng ngón tay chỉ thấy dưới chân có nhiều ánh sáng kéo dài ra một con đường nhỏ như mộng như ảo, đẩy cánh cửa đá cổ kính ở cuối ra, tạ tỉnh thuyên nhìn thấy một quyển từ điển hán ngữ hiện đại lẳng lặng nằm trên bệ đá. Chờ đã, cái quái gì vậy? Nàng thử ngoắt ngoắt ngón trỏ, như nguyện nhìn thấy quyển điển tịch nặng nề kia bị lực lượng không biết tên kéo đến giữa không trung, sau đó lại bay tới trước người mình. Tạ tỉnh không tin tạ tỉ mỹ lật một vòng, lựa chọn cuối cùng là mỉm cười trầm mặt đi qua, buông sách xuống đồng thời cũng buông mình xuống. Đúng là từ điển hán ngữ hiện đại. Nói thế nào nhỉ? Con đường của tôi là từ điển. Cũng không thể linh căn phương pháp tu luyện cùng đạo đồ ba thứ này là trừ tượng không ngoại lệ chứ. Phương thức tu luyện có liên quan đến văn tự, tạ tỉnh thuyên đầu tiên nghĩ đến chính là ngôn linh. Nhưng thứ đồ chơi này quá mức cường đại mà không thể khống chế, còn không biết phương thức tu hành gian khổ như thế nào, cho nên căn bản không phải lựa chọn đầu tiên của nàng. Vậy vấn đề là, nơi này tạm thời coi như là nơi thức hải của cô, tại sao lại xuất hiện một quyển? Từ điển hán ngữ hiện đại, chẳng lẽ là chỗ ẩn nấp trong nội tâm nàng thật sâu hướng tới lối ra tức là cuộc sống trung nhị chân thật. Hai tay chấp trước ngực tạ tỉnh thuyên định an tường chết đi. Tiếp theo cùng một nhịp thở với văn tự chính là phù tu. Ở tu chân giới nhân tài xuất hiện lớp lớp này, đạo đồ có thể nói là trăm hoa đua nở, các lĩnh vực tu hành đều có nhân tài kiệt xuất. Kiếm tu có thể một kiếm phá vạn pháp, nhưng âm tu cũng có thể tạo thành hai tầng tra tấn đối với thân thể tinh thần, mà phù tu lại là truyền kỳ của cẩu vương. Tuy rằng có một số lý niệm chiến đấu tương thông, nhưng bản thân tạ tỉnh thuyên lại không thích đọc thuộc lòng phù văn. Những đường vân kỳ quái quanh co giống như vô số cây kim uống lượng đang xen vào nhau, chỉ nhìn đã muốn chết, huống chi còn phải học thuộc lòng, vẽ ra họa phù của thiên sát, sau khi tiểu tùng nhà ta đi vào vẽ liền không đi ra nữa, ta vừa sợ phát hiện thân thể ban ban cứng rắn, nguyên lai là hôn mê. Lão tử muốn báo cáo tông môn đem ngươi bắt vào vẽ trăm tấm phù. Để phòng ngừa tình cảnh trên phát sinh, ta tỉnh thuyên giữ thái độ kháng cự đối với con đường phù tu này. Vậy thì kỳ quái, còn có đạo đồ gì có thể cùng văn tự có quan hệ? Chẳng lẽ trông cậy vào biến thân trở thành một bí thư chi bộ viết vận mệnh bút lông vũ? ta ngộ rồi nàng này đột ngột linh quang đâm phá giam cầm thân thể mỏi mệt vì thế hai mắt đột nhiên mở ra đồng thời đại triệt đại ngộ hô to cũng vang lên nhận thấy thắt lưng của mình hư hư ông một vòng cánh tay hơn nửa chủ nhân của nó tựa hồ thập phần cứng ngắc tạ tỉnh lĩnh nghiêng đầu nhìn sang làm sao vậy trương uẩn thanh nước mắt lưng trồng run rẩy môi còn làm sao nữa ngươi lớn tiếng một chút ta sẽ ngất cho ngươi xem Ngươi sẽ không sợ độ cao chứ?" Cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới liên tiếp xanh biếc, Tạ Tĩnh Tùng thuận miệng hỏi một câu, "Còn chưa tới sao?" "Chỉ là xuống núi, cho dù tiện thể mang theo hai người bọn họ cũng không chậm như vậy chứ." Tiểu đệ tử dẫm phi kiếm phía trước quật cường nói, "Chưa tới." Một số dự cảm không ổn nhảy múa trên mí mắt cô, Tạ Tĩnh Tùng chọc chọc Trương Quẩn Thanh bên cạnh, cố gắng tiêu trừ chúng. "Ừm, em ngủ bao lâu rồi?" không, không biết. Ta nói, đầu ngón tay tại trương quẩn thanh lãnh như băng trên tay điểm qua, tạ tĩnh lĩnh sâu kín nói, các ngươi sẽ không một người si đường, một người sợ độ cao chứ. Tiểu đệ tử không chịu quay đầu lại cuộc cường nói. Không có. Ngẫm lại cũng đúng, nên xui xẻo bao nhiêu mới có thể gặp phải loại trang diện này, vận khí của nàng từ trước đến nay bình thường nhưng không đến mức kém đến loại trình độ này. Phải không? Không gạt tôi chứ không có. Thẳng đến hoàng hôn Tây Sơn, ba người bọn họ bức bách hạ cánh ở một chỗ xa lạ trong rừng cây, cả đời mạnh mẽ không có tiên sinh rốt cục cúi đầu hắn bất khuất. Lông mày rủ xuống không có tiên sinh quỷ khuất đến sắp khóc lên. Đại đội trưởng và một chút ta tới thời điểm, ta nói ta không được, nàng nói ta cảm thấy ngươi được, ta nói ngươi cảm thấy ta được nhưng ta thật không được a. À. Tĩnh tỉnh Tùng đang tìm kiếm khắp nơi, gật đầu. Từ, anh nói tiếp đi, tôi đang nghe. Sau đó liên trưởng lão liền nói vẽ cho ta một tấm bùa phòng ngự làm thù lao. Chăm chú nghe xong toàn bộ quá trình, Trương Quẩn Thanh phát ra câu hỏi linh hồn, cho nên ngươi là vì một tấm phòng ngự phù tiếp nhận nhiệm vụ. Không có tiên sinh vội vàng giải thích. Không phải. Ngay khi Trương Quẩn Thanh cho rằng bên trong còn có ẩn tình gì, không có tiên sinh thành thật trả lời. Còn có một cơ hội sờ linh vật bội vân ta tĩnh tùng liền đặc biệt muốn dơ cành cây lên cho hắn một gậy, suy nghĩ một chút vẫn là nhìn xuống. đúng rồi, ngươi tên là gì? ngươi, ngươi sẽ không đi kiện ta tội hắc trạng chứ? ta tĩnh mỉm cười cúi người xuống, vẻ mặt thanh khẩn. sẽ không đâu. ba người trao đổi tính danh sau đó, trương uẩn thanh nhìn trái nhìn phải, hỏi. vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? bởi vì nảy sinh ý nghĩ nguy hiểm như vậy đối với người không có ý định giải quyết vấn đề nhưng rất muốn giải quyết vấn đề, tạ tỉnh lĩnh không trả lời ngay, mà là đem lá khô và cành cây xung quanh tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía ngập nước. Anh Quật Cường, nói thế nào? Giang im tuyết lặng lẽ lui về phía sau, thành thật nói. Chúng ta chờ tại chỗ ba bốn ngày là được rồi, đồng môn của ta phát hiện ta không thấy sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ta đối với ánh mắt triều mến của tạ tĩnh lĩnh không hiểu sao lại cảm thấy kỳ quái giang im tuyết nghi hoặc nói làm sao vậy tạ tĩnh khúc nghịch cành cây cười cười thu hồi tầm mắt không có gì chỉ là cảm thấy cậu sống lớn như vậy thật không dễ dàng a à. hoàn toàn không hiểu ngụ ý giang im tuyết cảm động rơi lệ cảm ơn anh đã thông cảm cho em anh bắt đầu than thở khóc lóc miêu tả cuộc sống bi thảm từ khi đi bộ đã kết duyên với lạc đường sau khi dùng một đoạn văn dài miêu tả sông tiểu im tuyết ba tuổi thông minh lanh lợi, rốt cục chú ý tới trọng điểm của hắn, một nét bút đã mang theo nhiều năm kiếp sống lạc đường, bắt đầu nói mình tại cao bát đấu như thế nào, cùng lạc đường đấu trí đấu dũng, truyền tấn phù mang theo, kính định vị mang theo, giường gỗ ga giường chăn mền, mang theo, nồi niêu sông chảo củi gạo dầu muối tất cả mang theo, đau thương kiếm bổng phủ tất cả đều mang theo. Tạ tỉnh Tùng lịch sự đặt câu hỏi. Vậy mấy thứ này ở đâu? Giang im tuyết ngượng ngùng cười. Hắc hắc, toàn bộ bỏ vào túi trữ vật, quên mang theo. Nhưng ngươi đang làm gì vậy? Tạ tỉnh Tùng buông tha cho kẻ ngốc tức giận, lời ít ý nhiều nói. Nhóm lửa sưởi ấm, cộng thêm xem có thể đưa người tới cứu viện hay không. Cho dù lạc đường, cũng sẽ không ngự kiếm bay đến nơi cách xa người ở chỉ cần có người ở đây, cái gì cũng dễ nói. Nàng cùng Trương Quẩn Thanh mới đến, duy nhất một cái người bản địa vẫn là cái ngoan cố mù đường, dưới tình huống như vậy nếu là chờ tại chỗ, cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy biện pháp. Phong hỏa Nhưng người đưa tới có thể không chỉ là người cứu bọn họ chứ. Bọn họ đối với hiện tại vị trí hoàn cảnh cũng không biết, nếu có mạnh thú đánh úp lại nên như thế nào thoát thân. Trương Quẩn Thanh có chút lo sợ bất an, cũng cẩn thận hỏi ra tạ tỉnh tùng đá đá trường kiếm phía trước, ý ám chỉ. Đây không phải là có thiên tài kiếm tu thông minh lanh lợi, tài cao bác đấu của chúng ta sao? Thiên tài kiếm tu chột dạ cực kỳ, không lưng đem trường kiếm hướng các nàng chỗ ở đẩy đẩy. Đá xong nó liền không thể lại đá ta. Trương Quẩn Thanh trầm mặt mím môi, tìm cán cân trong lòng Thư Uyển cân nhắc. Cuối cùng, cho rằng tà tỉnh lĩnh đáng tin cậy đã vượt xa sông ngập tuyết không đáng tin cậy, nàng chủ động tiếp nhận phụ trách châm lửa công việc. Vậy, ta học qua kim cương lấy lửa, để cho ta tới đi. Không, tôi có một thứ muốn thử. Tạ tỉnh thuyên nắm cành cây, chậm rãi vẽ một chữ hán, lửa, trên mặt đất. Đây là cái gì? Trương Quẩn Thanh còn chưa dứt lời, một ngọn lửa nhỏ linh động liền từ trên chữ kia vọt lên, lưỡi lửa, lửa nhảy nhóc liếm lá khô bên cạnh, rất nhanh đã đốt lên lửa trại hừng hực trước mắt nàng đối mặt với hai mặt khiếp sợ, tạ tĩnh nhiên bình tĩnh cười cười, đem tay hư ảo khoát lên lửa, cảm giác bị nướng đi nổi lòng dư thừa, nàng lười biến nheo mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Trương Quẩn Thanh sốt ruột, lần nữa mở ra làm người tuyệt vọng ngôn ngữ trình độ. Này, ngươi, này, này, ngươi ngươi, này này. Tạ tĩnh Tùng bất đắc dĩ chỉ vào đóng lửa. Giống như ngươi thấy, là một chút thành công. Trương Quẩn Thanh phúc chí tâm linh cả kinh nói chẳng lẽ là ngươi ngộ nàng ý chỉ lúc ngồi trên kiếm nàng đột nhiên hôn mê cùng ta ngộ rồi đoán đúng rồi dĩ nhiên là như vậy cảm thấy mình không phải chớp mắt mà là ngủ cả ngày gian im tuyết trượng nhị hòa thượng không hiểu ra sao mê mang hỏi thử cái gì ngươi ngộ cái gì ngươi lại ngộ cái gì không phải các ngươi đều ngộ cái gì a à, đạo đồ của ta Giang im tuyết treo đầy mặt dấu chấm hỏi. Không phải, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Chắc tai anh ta có vấn đề nhỉ? Nhất định là vậy. Bảy này liền đánh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong chốc lát không để ý tới sông ngập tuyết, hắn ngay tại bên tai tạ tà tỉnh thuyên nuôi trăm ngàn con vịt, mỗi người vây quanh nàng há miệng ngậm miệng chính là tình huống gì chuyện gì xảy ra ngươi mau nói chuyện vang cầu ngươi nói cho ta biết hoàn toàn không thể tưởng được người này lại ồn ào như vậy. Trương Uẩn Thanh bịt kín lỗ tai, cầm một đôi mắt đáng thương nhìn chầm chầm tạ tỉnh thuyên. Có học có dạng gian im tuyết chiếm được một cái không thể nhìn được nửa nắm đấm, ai kêu lên. Sao có thể như vậy? Không hiểu sao tạ tỉnh lại trở thành hiệu trưởng trường mẫu giáo, sức cùng lực cùng lực kiệt, nhưng vẫn có. Cậu tự xem đi. Nàng mở lòng bàn tay ra, tầm mắt hai người lập tức tập trung vào đây nhưng mà cái gì cũng không thấy. Ta nói, nó có phải hay không nên toát ra chút gì đó. Tạ tỉnh Tùng cũng rất muốn cậy mở đầu óc giang im tuyết nhìn xem bên trong chứa cái gì. Tu vi của ngươi là gì? Trúc cơ trung kỳ, thiếu chút nữa là đột phá rồi, giang im tuyết tò mò nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm khái vì sao tu tiên không thể trị não. Bị chế nhạo như vậy, giang im tuyết cũng không tức giận, qua lại biến hóa vị trí nhìn chầm chầm một hồi, vẫn lắc đầu nói. Ta thật sự cái gì cũng không thấy a. À? Chân khí nhà ai có thể trực tiếp nhìn thấy, tạ tỉnh tùng bám người nhặt lên một mảnh lá khô đắp lên, nàng chưa từng tu qua tiên không hiểu, ngươi cũng không hiểu sao. Nhìn lá khô nổi trong lòng bàn tay Phật phòng lên xuống, giống như là phía dưới có gió đang thổi, giang im tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tạ tỉnh tùng tiện tay đẩy lá khô ra, lắc lắc cổ tay có chút chua xót nói sau khi dẫn khí nhập thể tự nhiên sẽ tìm được đường ta đi chính là phù đạo phù đạo nhưng là viết chữ tức thành loại kia bất quá trước mắt hạn chế rất nhiều có thể thành công cũng chỉ có cái kia hỏa chữ ác 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 cũng không rõ ràng lắm trong vòng nửa ngày dẫn khí nhập thể còn có thể tìm được đạo đồ đến cùng là cỡ nào thiên tài gian im tuyết gật gật đầu lại nghĩ tới cái gì nhỏ giọng phản bác ta cũng liền tu hai ba năm a tạ tỉnh thuyên biết hai ba năm là có thể tu đến trúc cơ trung kỳ tuyệt đối là thiên tài kinh ngạc một chút, không tự giác mang theo chút ánh mắt xem xét quét lại thiếu niên trước mắt. Lúc này cô mới gần như khiếp sợ phát hiện đây là lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào anh. Cũng không phải nói trước kia cô khinh thường người khác cỡ nào, mà là cô có một thói quen bị động, sẽ theo bản năng đánh giá tất cả những người tới gần cô mà có thể tạo thành ảnh hưởng đối với cô. Cho nên khi một người nào đó có thể lừa ánh mắt của nàng, tạ tỉnh tùng chợt tỉnh lại đại não liền bắt đầu cảnh giác. Thiếu niên gian im tuyết không thể nghi ngờ có một bộ túi da tốt, môi hồng trăng trắng, mi thanh mục tú, sinh ra tự nhiên hào phóng. Đối diện với ánh mắt của cô, anh lộ ra một nụ cười không biết vì sao nhưng chính là muốn làm như vậy, ở bên ngoài một hàm trăng trắng nõn xinh đẹp. Mặc dù mặt huyền giảng tông đệ tử thống nhất đạo bào, nhưng là khí chất lăng nhiên giống như sơ thăng chi dương, nghĩ như thế nào cũng không phải có thể bị bỏ qua tồn tại cuối cùng tà tĩnh tùng cũng bình tĩnh thu hồi tầm mắt thật lòng khen ngợi hai ba năm a vậy cũng rất tuyệt Giang im tuyết không hề cảm thấy quan hệ tiền bối điên đảo cười hắc hắc đang tự mình rải chút ánh mặt trời chuẩn bị rực rỡ thì thấy tà tĩnh tuyết đã nhìn về phía trương quẩn thanh đành phải thủ công thay đổi thời tiết mưa dầm trong lòng ta giúp ngươi tìm được sư phụ rồi lát nữa thu dọn đồ đạc theo ta đi tâm trạng không yên dẫn đến trương quẩn thanh không nghe rõ cô nói gì gật đầu lung tung. Từ đầu gật một nửa liền kẹt lại. Hả? Anh nói cái gì? Đại tiểu thư dùng sức quay đầu nhìn qua, đang đụng phải một đôi mỉm cười ánh mắt, nhưng hỗn loạn khiếp sợ đánh tan nhăn nhó, nàng một cái cũng không chớp, chỉ là si ngốc nhìn tạ tỉnh tùng, bất quá não vấn đề liền hỏi ra. Ngươi nói cái gì? Tạ tỉnh tùng nhìn nàng nói. Ngươi không phải muốn tu tiên sao? Ta giúp ngươi tìm sư phụ, chờ trở lại chân núi thu thập xong bao quần áo liền đi thôi không thấy ánh mắt trong dự đoán trừng như chuông đồng trương uẩn thanh ngược lại sụ mặt mặt trên đâm chọc chọc đầy cảm xúc phức tạp của trưởng bối trong nhà gặp phải âm mưu thực phẩm chăm sóc sức khỏe cô cẩn thận đặt câu hỏi nghiêm túc không tạ tĩnh tùng chấn động nói ta là loại người không đáng tin sao rất khó trả lời tình huống đáng tin cậy của người này phải xem mức độ động kinh của cô nhưng ai biết khi nào cô bị động kinh. Là nghiêm túc a, à, sư tôn của chúng ta tên là Khúc Dịch Cửu, tạ tỉnh thuyên suy nghĩ một chút, tìm một hình dung thỏa đáng, là một Mỹ Nam thoạt nhìn rất có thủ đoạn. Cô nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng. Trương Quẩn Thanh lắc đầu nói. Không, Mỹ Nam hay không Mỹ Nam không quan trọng, đây là người chú ý nhất địa phương đi, ngươi cảm thấy ta là sẽ thích Mỹ Nam người sao. Cô bỗng nhiên dừng lại. Là lúc đó tạ tĩnh nhi lộ ra thần sắc trẻ con dễ dạy. Không sai. Giang im tuyết bên cạnh bắt đầu phát điên. Rốt cuộc là lúc nào a à, các ngươi lại ở sau lưng ta tán gẫu bí mật gì? Tạ tĩnh tùng đá đá kiếm của hắn, tốc độ ánh sáng thay đổi biểu tình không thể dậy của một đứa trẻ. Đều nói là bí mật, có thể dễ dàng nói cho ngươi biết. Ngươi có biết hay không vạn nhất xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, nó chính là bảo vệ. Hi hi. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ mờ ảo từ phương xa truyền đến, chui vào trong tai mọi người, cũng cắt đứt lời nói của Giang Im Tuyết. Hắn lộ ra thần sắc nửa khóc không khóc, lặng lẽ rụt rụt về phía tạ tỉnh. Cảm nhận được ống tay áo bị người nào cẩn thận kéo kéo, tạ tỉnh nghiêng nhiên đầu nhìn lại, đối diện với khuôn mặt sợ hãi của Giang Im Tuyết. Cái kia, cái kia ngươi hiện tại tu vi gì? Tạ tỉnh tùng tính toán một chút. Luyện khí tầng 2 đi, hỏi cái này làm gì? Giang im tuyết còn chưa đánh đã đơn phương tuyên bố kết thúc, rung giọng nói. Không có việc gì, ta muốn nói, chết ở đây cũng rất tốt, tốt xấu gì cũng là một nơi non xanh nước biếc. Theo tia nắng cuối cùng cũng bị bóng tối thôn phệ, không biết từ lúc nào phun ra sương mù dày đặc trong nháy mắt liền tràn ra trong rừng cây này. Tại gào thét mà qua âm phong mang đi bọn họ duy nhất ngọn lửa thời điểm. Tạ Tĩnh Tùng theo bản năng đưa tay trái phải hai bên một trảo một con chim cút nhỏ. Trương Quẩn Thanh run rẩy ông lấy cánh tay trái của cô, giọng nói không lưu loát chút nào. "Đây, đây là cái gì?" Giang Im Tuyết run rẩy ông lấy cánh tay phải của nàng, thanh âm cũng thê lương. Ít nhất quỷ lột gia kim đang kỳ, đánh không lại, hết thuốc chữa, chờ chết đi. "Không, anh bạn." Tạ Tĩnh nhiên muốn nói lại thôi, ngừng nói lại muốn đang định moi thêm tin tức có liên quan đến quỷ lột da từ trong miệng giang im tuyết, trái tim cô lại chợt co rụt lại. Lông mi khẽ run, tạ tỉnh tùng đột nhiên nâng cánh tay phải lên ở trước ngực vòng vo một cái, không chút để ý thiếu chút nữa bị động tác lớn của nàng hù dọa ngập nước sông, nàng đầu ngón tay phi động ở giữa không trung viết xuống một chữ hỏa qua loa. Một nhúm lửa nhỏ rung đùi đắc ý nhào tới nguồn gốc khiến tạ tỉnh bất an đó là một tấm da người sắc bén bị sương mù che lấp cho nên không người phát hiện gần trong gan tất. Nếu không phải hỏa thiêu kịp thời, chỉ sợ ba người sẽ bị cắt thành hai nữa. Từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu thê lương cùng ở trong mắt mọi người hừng hực giấy lên liệt hỏa đang xen cùng một chỗ, cấu thành một màn có chút kinh hãi để cho trong đầu trương quẩn thanh trống rỗng, thân thể bắt đầu như nhũng ra. Nó sợ lửa à? Ngữ khí là nghi vấn, nhưng nội tâm lại là khẳng định, tạ Tĩnh tùng còn muốn lại thăm dò, đột nhiên nghe thấy gian im tuyết lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Tiếng ra khỏi vỏ nổ vang bên tai, cùng lúc đó, một chút hàng quang sơ tiết, giống như sương trắng. Trường kiếm của giang im tuyết u u triển lộ mũi nhọn, trộn lẫn với thịt mềm dính dính nhào về phía tạ Tĩnh tùng. So với tiếng kêu trên đau đớn của quỷ lục gia càng thê thảm hơn chính là tiếng kêu tuyệt vọng của giang im tuyết. A a a a sương mang a a a a ngươi bẩn a a a huynh đệ đáng chết ta liều mạng với ngươi hắn khống chế sương mang kiếm sống chết rút không trở lại gấp đến độ dậm chân hai ngón tay khép lại tập trung tinh thần bắt đầu hết sức chuyên chú đấu tranh với đống thịt mềm kia thịt mềm dường như có sức sống vô hạn chặt một đoạn lại có thể nhanh chóng mọc ra một đoạn cho dù tạ tỉnh thuyên lấy lửa đốt đi cũng không làm nên chuyện gì nó được tầng chất lỏng dính đầy mùi máu tươi bên ngoài bảo vệ rất khá tiên là buổi chiều tu người đại khái là buổi tối đi người tốt nhà ai cầm đi luyện tập chính là quỷ quái kim đan kỳ chính mình bên này là cái gì cá thối tông nát trong lòng nàng hoàn toàn hiểu rõ a à, một cái trúc cơ trung kỳ ngốc tử một cái tay không tất sắc lực ngốc bạch ngọt hơn nữa nàng một cái hôm nay vừa luyện khí phế vật điểm tâm ba người tổ hợp cùng một chỗ chính là một cái viết hoa tàn phế ta tỉnh lĩnh một bên chú ý bốn phía động tĩnh một bên hắn giọng ồn ào ta nói đây không phải là các ngươi tông môn phụ cận sao xuất hiện loại đồ chơi này các ngươi còn có thể ngủ được nó một cái tác có thể tác chết bao nhiêu cái a à? giang im tuyết tự hạ không để ý tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su com nhưng vẫn bớt chút thời gian trở về vấn đề của nàng loại quái vật này bản thân liền am hiểu giấu giếm a à? cúc đi tiểu tử ngươi cẩn thận phía sau. Tạ tỉnh nhìn quét bốn phía, dặn dò Trương Quẩn Thanh thiếu chút nữa mềm thành bùng nhão cẩn thận bốn phía bảo vệ tốt chính mình, tư thế tay cũng thành súng liền phát ra vài đám lửa nhỏ, vẫn không phá được phòng ngự đối diện. Xét đến cùng vẫn là đẳng cấp quá thấp, chân khí không đủ, cho nên hỏa diễm nhào tới tự như tại lấy trứng chọi đá. Mắt thấy chân khí của mình sắp hao hết, tạ tỉnh nhiên an tường tìm một chỗ tê liệt, hóa thành biểu tình hành tẩu ta đã đốt hết cho hóa thành tuyết trắng. Nàng bên này kết thúc, chiến đấu bên cạnh cũng sắp kết thúc. Giang im tuyết dẫm lên sương mang kiếm thật vất vả mới cứu được trung chảy dựng lên kiếm ý lạnh thấu xương quanh người, mà phía dưới đối với thịt mềm như hổ rình mồi của hắn vây thành một đoàn, vận sức chờ phát động. Cứu mạng! Tạ tĩnh tùng thẳng thắng đọc lại. Đánh không lại, hết thuốc chữa rồi, chờ chết đi. Rất nhanh, mạng nhện như thịt mềm liền đem bọn họ mấy người vây quanh, một chút cảm giác huyền diệu lần nữa làm cho tạ tỉnh vu tâm niệm khẽ động, nàng dương mắt nhìn lại, khóe miệng co quắp, tam hiểu. Giấu giếm Từ sâu trong rừng chui ra một khối thịt hình người dị dạng quái dị. Hình bầu dục Nó không có mắt, nhưng tạ tỉnh tùng có thể nhận ra dục vọng thèm nhỏ giải nhìn chầm chầm nàng, thật giống như mình là một đường tăng đi lại. Không xong, giống như đột nhiên ngộ ra vì sao bị thứ này theo dõi Giang im tuyết lúc này không còn hoang mang nhưng cũng kém không nhiều lắm đúng vậy nó rất khó bắt chỉ có trường hợp phải thắng mới có thể xuất hiện trả lời hắn là nụ cười sâu kín của tà tĩnh tùng xem thường người khác như vậy cũng không phải là thói quen tốt tám cứu giúp một phía dưới bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhìn bộ dáng không chút hoang mang này của nàng tự hồ là có ác chủ bài nơi tay, Trương Uẩn Thanh ở trong lòng giấy lên hy vọng nho nhỏ. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Tuy rằng người bên cạnh vừa đánh đã tê liệt mới luyện khí tầng 2, nhưng trên nàng có thể kiên cường cự tuyệt huyền giảng tông thu đồ đệ, dưới có thể trong lúc sống còn này vẫn không lộ vẻ sợ hãi, phản phất chắc chắn mình sẽ không chết ở chỗ này. Điều đó nói lên điều gì? Nàng tất nhiên có 10 phần 10 sức mạnh ở trong mắt Trương Quẩn Thanh, tạ tỉnh ăn nói khéo léo, y quan chỉnh tề, cho dù không biết vì sao đối với nhánh cây nhỏ lại thích như câu đố, thậm chí còn đem trăm cài lên đầu, nhưng hành vi mang theo khiết phích cùng giáo dưỡng dơ tay nhất chân bày ra cho thấy nàng tuyệt đối không phải là những tên chân đất không biết chữ to kia. Ngay cả nàng loại này từ trong nhà trộm chạy ra đều hướng người nào đó thỉnh một đạo bùa hộ mệnh, như vậy như vậy thế gian khó ra thiên tài làm sao có thể không chuẩn bị chút thủ đoạn đây. Dưới tình huống bình thường, trương quẩn thanh suy nghĩ hoặc nhiều hoặc ít có vài phần đạo lý nhưng vấn đề là đối tượng bị cô đánh giá không phải là một trò chơi bình thường thật đúng là không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng tạ tỉnh viên nhiên đầu né tránh tập kích nàng một đoạn thịt mềm ngữ khí tùy hứng giống như đang nói chuyện gia đình không có biện pháp a à, đã suy nghĩ như thế nào không mất thể diện chết một cái dù sao nơi này non xanh nước biết trương quẩn thanh không hiểu mà rất là khiếp sợ thiếu chút nữa đem trong tay gắt gao nắm chặt bùa hộ mệnh ném trên mặt nàng ngươi đang suy nghĩ cái gì đáng sợ đồ vật a à? đúng vậy a à nghĩ cái gì đâu rõ ràng tự thân khó bảo toàn đến cầm trong tay sương mang kiếm vung đến bay lên giang im tuyết nghe được câu hỏi này cũng theo bản năng theo một câu ngươi đoán lột da quỷ vì cái gì gọi lột da quỷ bị nó nắm lấy ba chúng ta cũng liền đồng hóa thành này thịt mềm một chỗ hả quả thực là một tiếng sấm sét trên mặt đất bằng phẳng tạ tĩnh nhiên nhảy lên nghiêng người hiện lên một kích nàng chật vật trên mặt đất lăn lộn hai vòng né tránh ý đồ cuốn lấy thịt mềm của nàng trên khuôn mặt nhìn nửa chết nửa sống kia rốt cục nhiều ra loại thần sắc thứ hai kinh hãi ngay cả bụi cũng chưa kịp phủi ngón tay tạ tĩnh lĩnh bận rộn thành một mảnh hận không thể hỏa thiêu liên doanh viết không ít chữ hỏa ở chung quanh đốt ra một mảnh vòng lửa miễn cưỡng dọn sạch chân không cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm trở tay dùng sức kéo Trương Quẩn Thanh ra sau lưng, không quên hỏi. Anh lặp lại lần nữa. Cái quái gì vậy? Trương Quẩn Thanh bị nàng này một chuỗi động tác làm cho hoảng sợ, phục hồi tinh thần người tới cũng đã ở trong vòng lửa. Người không phải mệt mỏi tê liệt sao? Khóe mắt chú ý tới quái bắt cá đột nhiên phát lực, giang im tuyết nắm lấy khe hở vung một đoạn kiếm chiêu. Hàng quan phi xạ giang hắn nhẹ nhàng nhảy đến các nàng bên người, triệu hồi sưng mang kiếm đồng thời thuận tay kéo cái kiếm hoa, nghi hoặc lên tiếng. Ngươi không biết sao? Cảm giác vô lực thật sâu sông lên trong lòng tạ tỉnh thuyên, bất quá nghĩ tới nghĩ lui phát hiện người khiến cô không nói gì như vậy tự hồ là quý thi. Không phải, kiếm tu của huyền giảng tông các ngươi có tật xấu gì? Tuy rằng rất muốn lấy đầu đánh bay mạch não này căn bản không giống người bình thường hỗn đảng đồ chơi, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tạ tỉnh đưa mắt nhìn qua đối diện, phát hiện đống đồ chơi kia vẫn còn tại chỗ, đang có chút nhân tính hóa nhìn chầm chầm ba người bọn họ. Không cảm thấy quỷ quái nhân tính hóa là chuyện tốt gì, nhất là loại thịt ngay cả hình người cũng không có này, tạ tỉnh thuyên lấy khuỷu tay đụng vào sông ngập tuyết bên cạnh, ý bảo tiểu tử hắn nhanh chóng đem những gì biết nói ra. Quỷ lục gia sở dĩ nổi tiếng đến nỗi thanh âm vừa ra đã khiến cho Giang im tuyết từ bỏ dãy dụ ngay tại chỗ, không chỉ bởi vì sự giả dối khó tìm tung tích, mà còn bởi vì nó nhiệt tình yêu thương cuộc sống, lột da, người, da. Ác quỷ lột da am hiểu dùng thịt mềm như mạng nhện vây quanh người sẽ lưu trữ một loại kịch độc, khi những thịt mềm này thiếp thân đến thời gian nhất định, độc tố sẽ xuyên qua da người thấm vào thân thể. Đợi con mồi hoàn toàn không có lực phản kháng, sẽ trở thành heo dê tùy ý sâu xé trong tay nó. Lột ra da xinh đẹp cầm đi làm quần áo mặc, xấu liền phơi người da khô, xương cốt giá làm củi đốt, thân thể thịt đồng hóa thành một bộ phận của nó, nội tạng còn lại là trở thành lương thực dự trữ, đặt ở trong thân thể của mình, đợi đến ngày nào đó đói bụng liền móc ra một khối ăn một chút. Một con rồng phục vụ để đảm bảo xương cốt không còn. Nhưng loại an bài này đối với nhân loại mà nói phi thường không hữu hảo. Đâu chỉ là không thân thiện, tạ tỉnh tùng đối với việc này tỏ vẻ rất khó bình luận. Tôi cảm thấy. Chúng ta còn có thể cứu một chút so với bị đồng hóa thành một đống đồ chơi khó có thể nói rõ này, cô tình nguyện lấy lửa đốt mình thành tro. Giang im tuyết cầm sương mang kiếm, thấy chết không sờn nói. Cứu thế nào? Nhược điểm của lột gia quỷ là bản thể của nó không sai, cho nên xảo trái như nó đều trực tiếp hiện thân trước mặt ba người bọn họ, ý khinh miệt bộc lộ trong lời nói. Trương Quẩn Thanh đem nhăn nhúm bùa hộ mệnh lấy ra, mím môi mất đi huyết sắc suy nghĩ và dây liền đem nó nhét vào tạ tỉnh lĩnh trên tay tấm bùa hộ mệnh này có thể ngăn trở trí mạng một kích mặc kệ là tình huống gì nàng luôn là tồn tại được bảo vệ kia một chút bận rộn cũng không giúp được loại ngày làm vướng víu này quả thực giống như cuộc sống của nàng liếc mắt một cái cũng không thấy điểm cuối nhưng mà lời còn chưa nói xong đã thấy đối tượng bị nàng nhét bùa hai mắt tỏa sáng hả chờ một chút miệng của cô theo phản xạ có điều kiện cử động có thể giúp được anh thì tốt nhất không giúp được anh cũng không được trả lại cho em, ai quan tâm? Không. Giúp rất nhiều. Anh cuột cường, hộ phát. Tạ tỉnh Thuyên Vương ngón trỏ che ở trên môi trương quẩn thanh ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện, sau đó nhắm mắt tinh tế cảm giác một phen, tại chỗ tháo dỡ hướng đi chân khí trong phù. Giang im tuyết quán giận lên tiếng. Anh cuộc cường rốt cuộc là ai? Ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay cũng không chậm, đem sương mang kiếm vung đến uy vũ sinh phong cơ hồ muốn nhanh ra tàn ảnh. Ngọn lửa bị gió kiếm thổi lung tung, sau đó bị thịt mềm tựa hồ đang chậm rãi thích ứng với nhiệt độ của chúng đánh tan. Một mảnh nhỏ khu an toàn cứ như vậy từng chút từng chút bị địch nhân cường đại nghiền nát. Có thể đánh tới bây giờ ngoại trừ cảm tạ nó miệt thị, càng cảm tạ lột da quỷ là loại quỷ chậm nóng. Cảm thụ một chút trong cơ thể còn sót lại chân khí, giang im tuyết ý thức được tình huống không ổn, nhắc nhở nói. Ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi lúc nào có thể tốt. Cấp bậc nghiền ép thủy chung tồn tại, điều này ý nghĩa đối phương có càng nhiều chân khí dự trữ cùng bọn họ chậm rãi hao tổn. Nó có thể kiên nhẫn giết thời gian rất lâu, mà bọn họ lại chỉ có thể có một lần thất bại. Trong đầu hiện lên rất nhiều linh cảm nhưng lại không thể liên lạc với nhau, tạ tĩnh nhiên nghẹn ra một câu. Chờ một chút. Phù, phù chỉ, phù đạo, từ điển, ngôn linh nguyệt lạc trung thiên tấm phù trương quẩn thanh nhét tới kỳ thật rất bình thường là phù tu đem chân khí ngưng tụ ở ngòi bút từng nét từng nét nghiêm túc vẽ ra đạo cụ đây cũng là phương thức tạ tỉnh thuyên thử nghiệm ban đầu phục khắc cũng không khó nàng tiện tay viết chữ ngự nói không chừng có thể chống đỡ được lá bùa này nhưng vấn đề là chân khí trên người nàng không đủ để chống đỡ viết xong chữ này chính xác mà nói là không cách nào cấu trúc lên hệ thống này dù sao chữ phong đơn giản nàng cũng không cách nào vẽ ra. Tuy nói tạ tỉnh thuyên bình thường nhiệt tình yêu thương bắt cá lười nhúc nhích, thích ứng trong mọi hoàn cảnh quá mức cho nên đến thời điểm vận tốc sinh tử còn đang giả chết, nhưng không có nghĩa là đầu óc của cô trống rỗng. Đối với phù đạo mà nói, có một câu khen kinh điển là một chút linh quan tức thành phù, thế nhân uổng phí chu giữ mặt. Cô ấy chắc chắn là một thiên tài như vậy. Nhưng tiếp xúc khối này thời gian dù sao quá ít, dù thế nào cũng không cách nào thoát khỏi chân khí gông cùng xiềng xích, trừ phi nàng có lấy không hết dùng không cạn chân khí nguồn gốc. Chờ đã. Linh căng của nàng. Ngay lúc này mặt linh quan cực nhanh bị nàng nắm ở trong tay, bên tai nổ vang thất kinh thanh cùng trường kiếm phá không thanh đang vào cùng một chỗ, trước mắt một chút chói mắt hàng quan xẹt qua, chạy về phía xuất quỷ nhập thần vòng tới sau lưng nàng chuẩn bị một ngụm nuốt sạch thịt mềm của nàng. Ngay sau đó là một tiếng đinh kéo dài, nó đến từ tiếng sương mang kiếm đinh ở trên cây rung động. Giang im tuyết tại kiệt lực hết sức nhanh tay lẻ mắt, hung hăng vung kiếm trong tay chém đứt không nói võ đức đánh lén thịt mềm, nhưng cũng bởi vậy vô lực tái chiến, trực tiếp mặt hướng mặt đất nền xuống. Ta thật sự. Không được. Tạ Tĩnh Tùng ngồi sổng xuống xoa đầu chó của hắn, cười cười. Không sao, giao cho ta đi. Nàng đứng dậy vương tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, năm ngón tay tự nhiên rủ xuống, chỉ là cười khẽ một tiếng, một đoàn lưu quan màu bạc liền hội tụ ở đây. Gió nổi rồi. Trương Quẩn Thanh ấn xuống thiếu chút nữa bị thổi bay la váy, lại quản không được khắp nơi bay loạn tóc dài, dứt khoát tìm một chỗ ngồi, đem chính mình qua thành đoàn lớn tiếng hỏi. Đây là cái gì? Cùng phong đột nhiên hất bay mái tóc dài của mọi người đột ngột nổi lên, mang theo màu trắng bạc loan lỗ, trong nháy mắt liền thổi tan sương mù dày đặc bao phủ trong rừng lui về phía sau, tạ tỉnh Tùng ung dung cười, không trả lời, mà nắm chặt ánh huỳnh quang màu trắng trong lòng bàn tay, tôi muốn bắt đầu giả bộ. Trương Quẩn Thanh tự mình lĩnh hội giả bộ là vật gì, cho dù không hiểu hai chữ này là có ý gì cũng ít nhiều biết một chút, không nhìn được khóe miệng co quắp, phi một tiếng. Bất quá cũng bởi vậy mà an tâm hơn một chút, Trương Quẩn Thanh nâng gian im tuyết ngã xuống đất dậy để cho nàng đủ không gian. Nhưng mà kéo hai cái cũng không có tác dụng gì, vì thế chút tình bạn đồng bạn vất vả lắm mới dâng lên được cũng tan. Thật nặng, tìm thư uyển, nếu không ngươi tự mình đứng lên. Bản tiểu thư cũng không có nhiều khí lực quản ngươi như vậy. Giang im tuyết lầm bầm hai câu, nằm trên mặt đất hai cái. Có lẽ là tạ tỉnh lĩnh đưa tới động tỉnh quá lớn, cũng có thể là hai người bọn họ ở trong mắt lột da quỷ chính là hai con kiến hôi, một đống thịt hình bầu dục kia chỉ nhìn chầm chầm người trong sân triệu hoáng cuồng phong, giống như là bị kích thích bén nhọn gào lên thành tiếng thịt mềm nhân lên nhào về phía nàng người bị nó vây công vẫn duy trì nụ cười thản nhiên tức chết người không đền mạng ta đã nói rồi xem thường người như vậy cũng không phải thói quen tốt à thịt mềm vây quanh nàng lên tiếng trả lời mà gãy hai ngón tay tạ ta tỉnh đồng dừng một chút nhìn chữ phong tiêu tán ở trước mắt có chút kinh ngạc với uy lực của nó ta cho rằng nó là một phụ trợ không nghĩ tới dĩ nhiên là chỉ cần đem địch nhân giết xuyên mọi người sẽ không tử hình phụ trợ. Quỷ lục gia hoàn toàn phát cuồng lớn tiếng rít gào, phía sau bay múa mấy sợi thịt mềm giống như xúc tu, từng sợi cuốn lấy da người bị mài thành mũi tên, tầm mắt cừu hận đóng đinh trên người tạ tỉnh thuyên. Kim đan kỳ nó có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên là có chỉ số thông minh nhất định, cũng bởi vậy không cách nào lý giải cục diện tất thắng vì sao lại bị vặn vẹo thành như vậy tỉnh tùng bỗng căn bản không phải người bình thường đọc tôi sợ quá vừa nói nàng vừa tiếp tục điều động chân khí giữa thiên địa lấy tay làm bút liên tiếp viết mấy chữ phong và hỏa lúc gió giúp lửa càng cháy càng mạnh nàng rất tò mò hỏi một câu lúc trước ta xem qua một câu chuyện hỏa thiêu xích bích lúc ấy liền cảm thấy cảnh tượng kia rất đồ sộ lúc trước là vạn sự đã chuẩn bị xong chỉ thiếu gió đông mà bây giờ gió đông cũng tới không biết ngươi có thể chịu đựng được lửa như thế nào chính hoàng tước tại hậu bạn đang nghe tại truyện chấm audio trả lời cô là hàng chục mũi tên da người chúng nó bị lột da quỷ khéo léo ném tới dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng quỷ dị nghe được những lời trang bức kia của nàng vòng cung phản xạ ngập tuyết vòng quanh đường băng hai vòng mới nối liền tín hiệu thật đốt nơi này cũng không dễ kết thúc vì thế cũng mặc kệ thân thể hư ảo như là 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, hắn vội vàng ngẩng đầu muốn lên tiếng ngăn cản, lại vừa vặn nhìn thấy ngọn lửa từ trong tay tạ tỉnh lĩnh bay vọt mà đi. Chúng nó đầu đuôi tương liên, dùng màu sắc xinh đẹp xé mở lỗ hổng màn đêm, ở trong mắt ngập tuyết khánh thành một con rồng lửa bay lên trời, đốt trực rỡ đến mức làm cho người ta vỗ bàn. Giang im tuyết hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì, chậm rãi há miệng. Đẹp quá! Trương Quẩn Thanh ở một bên không nhượng bộ, lại trực tiếp sững sờ tại chỗ, đối với việc này cảm thấy quá mức kinh diễm mà nói không nên lời. Hỏa Long thoải mái đem tất cả mũi tên nuốt vào bụng, thậm chí còn có dư lực bổ nhào về phía đống kia đem nó bứt ra quỷ quái. Nhưng mà ý thức được cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía con kiến hôi lúc trước nhìn không nổi, quỷ lục gia quyết định thật nhanh cởi lớp thịt mềm ngoài cùng của hạ thân, chỉ đợi động pháp triệt để triển khai liền thoát khỏi nơi này tâm niệm ở sâu xa bên trong bị vật gì tác động một chút, Trương Uẩn Thanh mãnh liệt nhìn về phía lột gia quỷ, hô hấp đột nhiên ngừng lại. Nó muốn chạy trốn. Vốn đốt sạch nơi này chỉ là buông lời tàn nhẫn tạ tỉnh vi giật mình một lát. Tuy rằng sau khi xuyên tới nơi này nàng liền hữu ý vô ý phá hư hoàn cảnh, nhưng bản thân nàng vẫn rất có công đức. Nếu thật sự ở chỗ này phóng lên một thanh xích bích chi chiến hỏa, không nói tiếng kêu than dậy khắp nơi đó cũng là than cốc đầy đất đến lúc đó thoát ly chính mình sẽ không có mắt họa diễm lại ngẫu nhiên chọn điểm xui xẻo người may mắn ăn một cái, vậy tội lỗi có thể là lớn. Vậy nếu không đốt, thật sự để nó chạy trốn tiếp tục gây tai họa cho nhân gian. Ngọn lửa này cuối cùng vẫn không thể cháy lên. Tạ tĩnh nhiên ngoái đầu nhìn lại, tiện tay đem chân khí chọc tới vẫy trở về trong thiên địa, thở dài. Đến đều đến rồi, chỉ nhìn như vậy thật sự tốt sao? Nơi u ám, một thanh âm trong trẻo hồi đáp, như thế nào không tốt, cảnh sắc thật đẹp a, à, tiểu sinh hoạt hơn 20 năm, lần đầu gặp. Không hề nhận ra người này đến gian im tuyết sẩn gai ốc, không đợi hắn quay đầu lại nhìn rõ, người nọ liền cười nói. Trói! Từng sợi truy băng màu đỏ trong suốt ẩn chứa lực lượng huyền diệu từ dưới đất trào ra, vừa lúc lột da quỷ động pháp đại thành ngăn ở phương hướng nó chạy trốn, trói gô lại. Bỏ qua sự đấu tranh giận dữ của nó, giải băng tự ý dệt thành một tấm lưới dùng để trói buộc càng có lại càng chặt. Nam nhân lúc này mới chậm rãi đi ra, cầm trong tay nâng ước chừng bàn tay lớn nhỏ la bàn thu vào trong tay áo càng khôn, khóe môi dương lên. Con mồi vào lưới. Hắn là một thanh niên khí chất nho nhã, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt lóe lên ý cười hiền lành, nốt ruồi nước mắt vừa vặn nằm ở khóe mắt, lúc mỉm cười sẽ có khí quyển sách nồng đậm đập vào mặt. Càng tuyệt hơn chính là khuyên tai bên tai phải thanh niên kia trực tiếp buông xuống trên vai nó do sáu đồng tiền nhỏ cấu thành, ba đồng làm một tổ, được xảo dịu bệnh cùng một chỗ, cùng cẩm bào màu đen theo hoa văn màu đỏ cùng màu vàng trên người hỗ trợ lẫn nhau. Liền Nghĩ như thế nào lại là một con hồ ly dơ bẩn đầy bụng nước xấu? Tạ tĩnh tùng hiếm khi nhíu mày thành nút thắt, trở về một tay mang theo một con gà con bảo vệ ở phía sau, phát ra âm thanh không quá lễ phép. Nếu như ngươi không coi chúng ta là con mồi, vậy càng tốt. Làm sao có thể, tiểu sinh thế nhưng là rất thưởng thức ngươi, thanh niên trên mặt lộ ra làm bộ kinh ngạc, há mồm chính là một quả bom, còn rất chờ mong tương lai của ngươi đâu. Nguyệt lạc trung thiên Cảm giác là cá nhân không, là một sinh vật có linh trí thì biết linh căng của nàng tạ tỉnh thuyên thật muốn hỏi thiên đạo linh căng của nàng là nhân sâm ngàn năm hay là rau cải trắng trong đất. Nghĩ như vậy, nàng cũng treo lên nụ cười không quá thành khẩn. Ừ ừ được, ta tin tưởng ngươi, vậy có thể phiền toái ngươi chỉ đường một chút sao đường về huyền giảng tông đừng chỉ sai chờ mong ca như thể có gì đó bị nứt thanh niên quay đầu tĩnh lặng cố gắng trấn an khóe miệng co quắp nhân tiện bất đắc dĩ lên tiếng không cần tiểu sinh chỉ đường người của bọn họ đã ở trên đường rồi hắn cõng ánh mắt như lâm đại địch của mọi người đi tới tiện tay ném một đồng tiền lớn xuống đất cầm lấy lưới trói buộc quỷ lột da quay đầu mỉm cười thần bí khó lường với tạ tỉnh thuyên cho nên tiểu sinh cũng nên đi ngày sau gặp lại tạ tỉnh tùng nhận thấy hắn muốn chuồn đi một chút ý tứ giữ lại cũng không có chỉ cao giọng nói chờ chút linh hồn giải thoát khi thân ảnh thanh niên giống như hoa nguyệt thủy trong gương hoàn toàn tiêu tán ở chỗ này tạ tỉnh thuyên thấy hắn giơ tay lên nhẹ nhàng phất phất thanh âm trống trải bị gió đưa vào trong tai nàng Nhớ kỹ, nợ ta một ân tình. Không phải chứ, tạ tỉnh Tùng vỗ vỗ hai người đang ngây ngốc ở hai bên, bước ra nhặt đồng tiền lớn kia lên, ngón cái vuốt ve, cái này trên lưng nợ tình người rồi. Rút sương mang kiếm về, giang im tuyết lại gần thăm dò, cao mày nói. Chiêu này. Có chút quen mắt. Vốn không trông cậy vào đứa nhỏ ngốc này có thể nói ra cái gì, hắn lại thật sự cho tạ tỉnh Tùng một kinh hỉ. Ta nhớ ra rồi là mạc trữ sâu. Chạm đến tri thức mù khu tạ tỉnh lĩnh khoanh chân ngồi xuống, một bên đối với ánh trăng đánh giá này miếng mài mòn dấu vết rất nặng đồng tiền, một bên ý bảo giang im tuyết tiếp tục nói tiếp. Mạc súc sâu. Trước kia, nàng mặc kệ để ý tới những thứ này triệu tiền tôn lý chu ngô trịnh vương trữ sầu, nhưng vừa nghĩ tới giao dịch vừa đạt thành, tạ tỉnh thuyên tỏ vẻ hối hận, phi thường hối hận. Sớm biết vậy đã không nhanh miệng nói ra đây cũng là bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới trước mặt cái kia nhìn cũng rất xấu hổ mặt cười thanh niên thật sự sẽ đáp ứng lúc vừa rồi điều động chân khí thiên địa cho mình sử dụng linh đài của nàng bị rót đầy tinh dầu gió cảm giác cả người đều tăng lên tới độ cao khó có thể hình dung cũng bởi vậy mà nhận ra những linh hồn vặn vẹo bám vào sau đống thịt cầu hình bầu dục kia có vẻ như dịch vụ rồng của skilot không hoàn hảo đến mức nó bỏ lỡ những gì tạo nên nền tảng cơ bản nhất của một người vì thế những linh hồn không thể giải thoát kia ngày qua ngày bám vào trên người nó, giống như là bột mì bị vò đều chà nát, cuối cùng hình thành một đống dung hợp vô cùng thê thảm. Một chút thương hại không đúng lúc thúc giục tạ tỉnh Tùng mở miệng vào thời khắc cuối cùng. Sau đó mạc trữ sầu liền đáp ứng. Không phải, hắn có bệnh chứ. Tạ tỉnh không biết hắn đang chỉnh con thiêu thân gì, nghẹn ra một tiếng thở dài, nghiêng đầu bắt đầu nghe Giang im tuyết nói cái gì ta biết cũng không phải rất nhiều chỉ là nghe trưởng lão đề cập qua giang im tuyết ông sương mang kiếm nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày mới ở trong đầu đào ra đoạn ký ức này đạo đồ của hắn là quẻ sư năm sáu năm trước cũng là một tuyệt thế thiên tài nhưng mà tại đạo tâm sắp thành thời điểm giống như xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn dù sao hắn tại hại chết cả nhà sau đó vẫn cùng tà ma ngoại đạo làm bạn là cái rất nguy hiểm người hắn là tà ma ngoại đạo ta đạt thành giao dịch với tà ma ngoại đạo còn nợ nhân tình tà ma ngoại đạo là thứ gì tà tĩnh tùng ở trong miệng đem tà ma ngoại đạo lật qua lật lại nhai hai lần trầm mặc một lát kiên định nói ta cảm thấy nhất định là có ẩn tình vốn cũng có người cảm thấy như vậy nhưng người đi cho hắn cơ hội ngược lại còn bị hắn trọng thương giang im tuyết lắc đầu nói cho nên mọi người cũng coi hắn là tà tu mà đối đãi thật kinh điển tà tĩnh tùng cẩn thận nói ta nói có khả năng hay không chỉ là có khả năng đó chính là cho hắn cơ hội người có vấn đề giang im tuyết thanh âm len ken không thể nào tuyệt đối không thể nào người kia chính là yểm nguyệt tông thủ tịch đệ tử sơn hà sư huynh sơn hà sư huynh chưa bao giờ nói dối tà tĩnh tùng đầy bụng phun tạo hóa thành sáu điểm sau cái này càng có vấn đề đi vạn nhất hắn để cho nàng hỗ trợ bẻ ngã cái kia cái gì thủ tịch đệ tử hoặc là rửa sạch oan khuất của mình các loại, vậy đến lúc đó dùng mất trí nhớ, giả chết hay là giả mù đi ứng đối. Ân. Ừ. Ngươi nói đúng. Đại khái là thấy thần sắc của nàng cùng thanh âm miễn cưỡng, giang im tuyết bất mãn dơ lên vỏ kiếm đâm chọc nàng, cường điệu nói. Ta nói là thật, Sơn Hà Sư Huynh chưa bao giờ nói dối, cái này cùng đạo tâm của hắn có quan hệ. Lại là đạo tâm trước có đạo tâm hủy nhân sinh cũng hủy theo mạc trữ sầu sau có hạn chế núi sông mình không thể nói dối đây rốt cuộc là cái quái gì tạ tỉnh tùng khó có được hứng thú hả nói một chút ta biết không nhiều lắm dù sao đạo tâm là thứ rất tư mật a à, giang im tuyết nhìn võ kiếm bị tạ tỉnh lĩnh giơ tay bắt lấy đưa tay muốn kéo về duy nhất rõ ràng vẫn là toàn bộ tu chân giới đều biết đó chính là nếu sơn hà sư huynh nói dối như vậy con đường của hắn liền dừng lại ở đây. Dùng khéo léo kéo sương mang kiếm lại, tạ tỉnh du trở tay đảo chủ nhân cũ của nó. Được rồi, tìm thư uyển, tôi tin. Vô luận Sơn Hà là cái loại chân quân tử quan phong tế nguyệt, hay là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ ngụy quân tử, trong lúc này khẳng định cất giấu sự tình. Nói không chừng còn có rất nhiều phiền toái không thể nói với người ngoại, vốn chính mình cũng không thích gây chuyện nhiều, quả nhiên vẫn là ở trong lúc mất trí nhớ giả chết, giả mù chọn một người tương đối thoải mái đi. Đang trò chuyện, bọn họ, trong miệng mặt trữ sầu liền chạy tới, cầm đầu chính là liên đạp chi mặt đầy mưa gió sắp tới, phía sau nàng còn có hai người đi theo, đều là tạ tỉnh thuyên ban ngày chưa từng thấy qua. Liên trưởng lão Giang im tuyết kéo sương mang kiếm về đơn vị, phát hiện không động đậy. Hắn xấu hổ cúi đầu, thấy tạ tỉnh vi hai mắt đã ngậm nước mắt trong suốt đang ủy khuất ôm kiếm của mình, ưu thương giống như cải trắng vàng trong đất. Vừa rồi kề vai chiến đấu đồng đội lau một phen nước mắt, bắt đầu sẽ không cáo hát trạng đâm sau lưng. Thảm nội. Trời ạ, à, tại sao có thể như vậy? Thanh thiên đại lão gia. Người nếu không đến chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Lặng lặng quét một vòng chung quanh, liên đạp chi không lên tiếng, nhìn cô diễn. Giang im tuyết cứng trắng bị cô ép ra khỏi văn hóa, thanh âm là từ kẻ răng nặng ra ngươi cho ta. Có chừng mực. Khuyên can mãi, trải qua một phen ngươi tới ta đi lôi kéo, cuối cùng tạ tỉnh thuyên lấy được không ít bồi thường tốc độ ánh sáng thu hồi bộ dáng nửa chết nửa sống, cười tủng tỉm đi nhờ xe về trấn nhỏ chân núi. Đưa mắt nhìn cái này vô sĩ hỗn đảng lôi kéo vẻ mặt mờ mịt động bạn đi xa, có người không cam lòng nói. liền trưởng lão, cái gì cũng không hỏi, cái này thả các nàng đi. Chúng ta không giữ được đứa bé kia huống hồ đây không phải còn có tiểu giang sao, để nó nói. Với ánh mắt tập trung của mọi người, giang im tuyết đột nhiên run rẩy, hắn đáng thương ông chặt sương mang kiếm. Mười thăm dò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trương Quẩn Thanh cảm thấy mình tin nhầm người. Cô nhìn chỗ có dại mọc ung tùng trước mắt, quay đầu nhìn tạ tỉnh, lại quay lại nhìn ngọn núi hoang không nói gì này, cuối cùng trở nên trầm mặt giống như núi. Chính là tin lầm người đi. Bị cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hoài nghi, Tạ Tĩnh Tùng không quá tự tin dời đi tầm mắt, ý đồ vãn tôn. "Tôi cảm thấy chúng ta có thể vào xem rồi nói sau." Trương Quẩn Thanh không nói lời nào, mặt không chút thay đổi cùng tòa núi hoang mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Tĩnh Tùng ho nhẹ một tiếng. "Khụ, khúc dịch cửu. Không phải, sư tôn chúng ta, quên đi, vẫn gọi là khúc dịch cửu đi, tóm lại bản đồ hắn đưa cho ta quả thật chỉ hướng tới đây, vậy thử xem sao. Tuy rằng nơi này nhìn không giống có thể ở, nhưng không thử làm sao biết được. Vạn nhất thật sự có người phi thường, đặc biệt, rất không quan tâm hoàn cảnh sống thì tốt rồi thì sao. Còn kém đem ghét bỏ cổng ở trên vai để cho nàng nhìn một đường đại tiểu thư sách theo làng vấy cẩn thận bước ra bước đầu tiên, như là đang cường điệu cũng giống như là đang cho mình động viên. Nếu như ta chết, trong nhà cung cấp linh đăng là có thể cảm ứng được tạ tĩnh tùng chắp tay sau lưng cô ừ anh biết em đã nói rồi về phần đang yên đang lành tại sao phải ở chỗ này leo núi hoang chim không ỉa lại nói tiếp còn phải là hơn nửa tháng trước lúc liên đạp chi đưa các nàng về chân núi nhìn huyền giảng tông đoàn người không chút do dự thả đi các nàng vẻ mặt mờ mịt trương quẩn thanh có chút khó tin như vậy là tốt rồi sao tạ tĩnh tùng ước lượng túi tiền trong tay hiếm khi có cảm giác chân thành vui vẻ toát ra, ngay cả giọng nói cũng nhiễm ý cười. Từ, chẳng lẽ anh còn muốn giữ bọn họ lại ăn cơm tối? Vậy thì tốt rồi, anh mời khách anh bỏ tiền ra. Ai nói? Rõ ràng là ngươi cười đến muốn lưu bọn họ lễ mừng năm mới. Cùng trồn giống nhau, Trương Quẩn Thanh không nhìn được trận trắng mắt, nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, bắt đầu khoa tay múa chân, ta muốn nói ngươi không biết sao, liền lúc ấy cái kia động tĩnh còn có cái kia hắc y nam cùng cái kia lột gia quỷ đầu tiên là thiên địa linh khí tất cả đều tụ tập ở trên người nàng lại là hơn nửa đêm đột nhiên thoát ra một đầu hỏa lông phía trước không đề cập tới cũng được đáng hận chính là quỷ quái đánh nửa ngày lại bị một nam nhân áo đen lai lịch không rõ sách đi phàm là huyền giảng tông truy cứu lên hai người các nàng không nói hết đường chối cãi cũng là muốn bị mang về hảo hảo uống một bình trà xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng Trương Uẩn Thanh không nhận được lời mời uống trà rất là bất an. Rất nhiều cái kia, rốt cuộc là cái nào, tạ tỉnh ba ba hoa ăn một cái hỗn hển nắm đấm, cứng nhắc đem đề tài xoay chuyển, không phải, ý của ta là có thể hỏi cái gì. Liên trưởng lão không phải lắm mồm tính tình, nàng phía sau cái kia hai cái rõ ràng là hậu bối, trưởng bối không mở miệng, nào có hậu bối trước làm khó dễ đạo lý. Nhưng tại sao ngay cả trưởng lão cái gì cũng không hỏi? tạ tĩnh tùng không muốn ăn nắm đấm nghiêm túc qua loa với nàng ta cũng không biết ngay cả trưởng lão làm như vậy chắc là có đạo lý của nàng người đây không phải đang nói nhảm sao đang lúc nói chuyện hai người đã đi tới khách sạn trương Quẩn thanh nghỉ chân đại tiểu thư len lén đi ra chỉ mang theo một bao quần áo nhỏ nàng cũng không kiên dè dạ một chút ngay trước mặt tạ tĩnh tùng liền mở ra một bộ sim y dùng để thay đổi cùng một sấp ngân phiếu dày đến mức có thể cung cấp cho đời này ăn mặc không lo cứ như vậy trực tiếp đâm vào trong mắt của nàng. Tạ Tĩnh Tùng chỉ nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt thôi. Nàng mạnh mẽ cúi người cầm lấy trương quẩn thanh tay, kẹp lấy cổ họng làm nũng há miệng liền tới. Không muốn tu tiên, tỷ tỷ nuôi ta nha, van cầu ngươi bị động tác liền mạch lưu loát này của cô dọa đến ngẩn ngơ, trương quẩn thanh hơn nửa ngày không lấy lại tinh thần, vẫn là da gà trên người tranh nhau vọt lên kéo suy nghĩ của cô trở về. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ đi trên đường bị thích khách đột nhiên xuất hiện mang theo thiết chú y gõ đầu, Trương Quẩn Thanh dùng sức trút tay, phát hiện không có rúng. Nàng có chút hoảng sợ lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ngươi hảo hảo nói chuyện. Được. Chơi nữa sẽ làm cho người ta sợ hãi, tạ tỉnh tùng sản khoái buông tay ra, tâm tình sung sướng mà bước từng bước nhỏ đi tới bên cạnh bàn ghế, ngồi xuống loay hoay với ấm trà phía trên. Bởi vì ý thức được ta giúp ngươi tìm một sư tôn ở chỗ này đồng nghĩa với ta giúp ngươi nhận một người cha, tạ tỉnh tùng không có mắt nhìn lại lời nói lúc trước, đến bên miệng vấn đề vòng vo mấy vòng mới uyển chuyển hỏi ra. Ta kế tiếp muốn đi tìm sư tôn mới bái của ta, ngươi muốn cùng ta đi xem sao? Hắn đáp ứng ta có thể thay hắn thu đồ đệ. Kỳ thật cũng không có uyển chuyển đi nơi nào. Trương Quẩn Thanh suy nghĩ một chút, nói. Có thể, nhưng sau khi bái sư ta cần báo bình an cho người nhà. Tạ tĩnh Tùng vừa nói chuyện phím vừa chuyển ấm trà chơi giường như lơ đảng hỏi. Vậy là đồng ý, ngươi cũng không sợ ta là người xấu. Đến ngân phiếu trong tay chuẩn bị đưa tiền cho nàng Trương Quẩn Thanh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đương nhiên không a à, ngươi nhưng là ta duy nhất. Ý thức được cái gì, Trương Quẩn Thanh bảo đến bên miệng lời nói một cái nhanh chóng chuyển hướng bị nàng đá bay duy nhất gặp được liền cảm thấy thân cận người thế nào cũng phải đi phạm vào đầu ngón tay đê tiện này kẹt ở lỗ hổng nắp chén trà tạ tỉnh lĩnh lĩnh thẻ người tốt của đại tiểu thư không hỏi nhiều nữa mà hết sức chuyên chú đấu tranh với nắp chén trà trương uẩn thanh còn đang cố gắng suy nghĩ tiếp tục nói thật đấy em nhìn cũng rất ừm rất thông minh khí chất rất ôn nhu rất đại khí rất ừm rất tốt cho nên anh cảm thấy em là người tốt chỉ là thuận miệng lừa gạt, vấn đề liền lộ ra. Còn tiếp tục khen như vậy, thật không xác định cô là nhất kiến chung tình, hay là giấu đầu hở đuôi. Tạ tỉnh Tùng bớt chút thời gian dương mắt liếc xuống lo sợ bất an trương quẩn thanh, cuối cùng lựa chọn tha cho nàng, chỉ là giơ ngón tay lên, đem cắn chính mình không buông nắp chén trà dơ lên cười nói. Tiện hỏi ngã chén trà cần bồi thường bao nhiêu tiền sao? Trầm mặt một lát, Trương Quẩn Thanh nhìn cô, lắc đầu chần chờ nói không biết, hay là đừng ngã nữa. Nắp chén trà cuối cùng vẫn vỡ nát. Nắm chặt túi tiền không buông tay tạ tĩnh tùng cùng khách sạn trưởng quỹ theo lý tranh luận. Là nhà các ngươi cái nắp vấn đề. Khách sạn trưởng quỹ chỉ vào chia năm sẽ bảy chén trà cái thi thể vỗ bàn. Cái nắp. Bỏ qua sự thật không nói, chẳng lẽ nó không có một chút sai sao? Đã lâu không ở phòng thượng đẳng thiên nhãn nhìn thấy khách nhân càng quấy như vậy, Chưởng quầy tính tình nóng nảy liền nổi lên tại chỗ, sáng tay áo lên muốn âm ỉ với nàng, đã thấy nô lệ giữ tiền vừa rồi còn thà chết không muốn buông tay chậm rãi dùng hai ngón tay kẹp ra một tờ ngân phiếu nhẹ nhàng khấu ở trên bàn. Tạ tĩnh tung cười dài. Đủ bồi thường không? Nàng có phải có bệnh hay không? Lời thô tục vọt tới bên miệng bị nuốt trở lại, chưởng quầy càng nghĩ càng tức, muốn lại tuôn một lần rồi lại bị đạo đức nghề nghiệp đè trở về, trải qua nhiều lần giảy dùa hắn nặng ra một nụ cười lễ phép. Đủ rồi đủ rồi. Nhiều ra liền bồi thường cho ngươi, ngượng ngùng nha trưởng quỷ đấy, không tiêu tiền của mình không đau lòng, chơi đủ tạ tỉnh lĩnh xua tay kêu gọi Trương Quẩn Thanh, đi thôi, nên lên đường. Xe ngựa trằn trọc hơn nửa tháng, trong lúc đó còn tiến hành mấy lần phân tích và nghiên cứu tính khả thi dựa vào ký tự, phong, phi hành, các nàng mới dừng bước trước ngọn núi hoang này. Tọa độ núi là cùng với cuốn sách trách ghi lại phương pháp dẫn khí nhập thể bị khúc dịch cửu đóng gói nhét vào trong đầu, thật đáng tiếc tạ tỉnh thuyên không trở thành máy in, dựa vào kỹ thuật vẽ nát bét cùng trương uẩn thanh dặn có nửa ngày, cuối cùng nhận được một câu trả lời e quy cao suy nghĩ rất lâu. Tôi tin tưởng cậu, đi theo cậu. Dù sao cũng là đại tiểu thư được giáo dục lễ nghi tốt, trái lo phải nghỉ nửa ngày cũng không tiện công kích kỹ thuật vẽ chó của nàng. Nhưng hiện tại, càng đi vào bên trong, cỏ dài sinh trưởng càng nhiều, thậm chí trực tiếp tràn qua hai đầu gối người, nhìn liền sốt ruột. cho nên nói, nàng nhất định là tin lầm người đi. dần dần ở trong đầu cắm rễ ý niệm liên lụy bước chân, tìm thư uyển vê đúc vê chấm giao su com chấm công trương uẩn thanh nhìn không được ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cùng nhau dừng lại tạ tĩnh tùng. ngươi xác định thật sự có người sao? tạ tĩnh tùng lần này không hoảng hốt, tầm mắt đảo qua trên mặt đất cuối cùng dừng lại ở trên mặt của nàng, ngữ khí chắc chắn. Có a, à, ngươi không có phát hiện không đúng sao? Trương Quẩn Thanh cũng chớp mắt nhìn chung quanh, dùng sức nhìn nửa ngày. Nào có gì không đúng? Khác với đại tiểu thư quanh năm luôn chiều ở nội viện, tạ tỉnh thuyên có chút thường thức biết thăm sơn mũi nhiều mà độc. Nhất là loại người xui xẻo sống ở núi hoang này, bởi vì quanh năm không thấy được loại nhân loại da mịn thịt non như các nàng, giờ phút này càng nên kết bè kết đội nhào tới biểu đạt yêu thích của chúng nó mới đúng. Tuy nói vì vào núi nàng đã sớm chuẩn bị vạn toàn, túi thơm chống mũi đeo trên người là từ trong tay đại tiểu thư móc tiền ra mua, hiệu quả rất tốt, nhưng chẳng lẽ không nên có một đám đội cảm tử xuyên qua lưới phòng ngự xâm lớn tới sao? Nhưng sự thật là đoạn đường này ngoại trừ có dạy chính là hoa dại, tạ tỉnh thuyên ngứa tay thậm chí nhàn rỗi không có việc gì ngâm nga ca khúc biên soạn một vòng hoa xấu xí đắp lên đầu trương quẩn thanh đối với chính mình tác phẩm cảm thấy đắc ý nàng tầm mắt dời lên, vừa thưởng thức vừa giải thích nói. Nơi này không khí rất tốt, không có gì sâu, cũng không có độc xà mảnh thú, rất yên tĩnh, chỉ là mấy điểm này cũng đủ để chứng minh bên trong hẳn là có người. Chính là không nghĩ tới thật sự có người phi thường, đặc biệt, rất không thèm để ý hoàn cảnh sống như vậy. Nhưng, nếu anh sốt ruột, nàng chuyển đề tài, em cũng có thể phóng hỏa đốt núi, nòi theo người kia, bức sư tôn chúng ta ra thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu trương uẩn thanh ý thức được cô chỉ nói đùa không nhịn được tặng cô một quyền tạ tỉnh tùng không trốn cười chỉ về phía trước tiếp tục đi đi tôi có dự cảm ở ngay phía trước